chương 3761 nghe lời thôn thiên hổ. Những cái kia hoang cổ khí tức cỏ nhỏ, con muỗi, con kiến cùng suối nước. Cũng là thế giới này là tầm thường nhất bất quá đồ vật. Sở kiếm thu chỉ chỉ nơi xa cái kia phiến cực lớn bãi cỏ nói, luyện. Chế đại thông huyền đan cỏ nhỏ, chính là từ cái kia phiến bãi cỏ thu hoạch. Lão đại, ta về sau cũng có thể thường xuyên đi vào sau, thôn. Thiên hổ rung động thật lâu, trở về qua thân tới sau đó nó mới quay đầu hướng sở kiếm thu hỏi có cái này cao cấp vô cùng thế giới về sau nó tấn dai đơn giản không cần lo thế giới này tài nguyên tu luyện đơn giản có thể nói là lấy không hết dùng mãi không cạn những cái kia bình thường nhất đồ vật cũng có kinh người như vậy công hiệu nếu như là thế giới này chân chính bảo vật đến tột cùng đạt đến cỡ nào mức không thể tưởng tượng nổi đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng Ân, ngươi về sau muốn vào tới, tùy thời cũng có thể đi vào, Sở Kiếm Thu gật đầu một cái nói, đa tạ lão đại thôn. Thiên hổ nghe vậy, lập tức hoan thiên hỉ địa nói, cùng ta còn khách khí làm gì? Sở Kiếm Thu vỗ vỗ nó cái kia ngốc manh khả ái đầu to. Vừa cười vừa nói, bất quá ta muốn vì lão đại thủ vệ cũng không thể thường xuyên đi vào. Ta liền một tháng đi vào một lần a. À cũng không thể khiến người khác phát hiện hỗn độn đến tôn tháp bí mật thôn thiên hổ nghĩ nghĩ lại nói lão đại đối với nó hảo như vậy nó tự nhiên muốn càng thêm tận tâm tận lực báo đáp lão đại cũng không thể để cho lão đại hỗn độn đến tôn tháp bí mật có bị người khác phát hiện phong hiểm tiểu xả điều cái kia hàng để nó thời gian ngắn thủ vệ vưu tự có thể nếu là để nó thời gian dài làm chuyện này mà nói nó nhất định sẽ tiêu cực biếng nhác tiểu xả điều như vậy không đáng tin cậy. Nó lại không yên tâm đem chuyện trọng yếu như vậy, giao cho tiểu xả điều tới xử lý. Ân, cũng tốt, sở kiếm thu nghe vậy, gật đầu một cái nói, thôn thiên hồ quả nhiên nghe lời. Tại trong dưới quyền của hắn, thôn thiên hồ vẫn luôn là nghe lời nhất. Tối làm hắn bớt lo một cái. Không giống tiểu xả điều cùng tiểu đồng áo xanh cái kia bại lại hàng để cho bọn hắn làm chút việc, luôn cùng mình có kè mặc cả tính toán chi ly. Thôn Thiên Hồ đi theo sở kiếm thu bên người. Tại hoang cổ đại lục bãi cỏ phụ cận Hoàng Du một vòng, ở mảnh này trên đồng cỏ. Thu hoạch được một nhóm lớn cỏ nhỏ, lại đánh không ít con mũi, con kiến. Tại trong bãi cỏ cuối đầu kia dòng suối nhỏ, lại còng không ít suối nước trở về. Thôn Thiên Hồ tùy thời có thể biến thành cực lớn hình thể nó duy nhất một lần từ bên ngoài còng trở về đồ vật số lượng to lớn nhưng hoàn toàn không phải sở kiếm thu có thể so bì bất quá bởi vì hoang cổ đại lục thiên địa uy áp nặng nề vô cùng thôn thiên hồ cũng không giống tại thiên vũ đại lục như thế có thể biến thành chiều cao trăm vạn trượng màu trắng cự hồ nhiều lắm là chỉ có thể biến thành chiều cao một trăm trượng tả hữu mà thôi thôn thiên hồ tại trong đại lục của hoang cổ đánh được những con mồi này chính nó cũng không có nuốt luôn, mà là đều mang về đến trong hỗn độn đến tôn tháp. Sau khi nó đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh, sở kiếm thu liền đem phía trước tại lớn phẳng bóng đánh chết đầu kia phi thăng cảnh trung kỳ. Độc dao cho nó nuốt. Đến bây giờ, trong bụng nó còn trống rất đâu, chỉ là tiêu hóa đầu kia độc dao năng lượng. Nó đều cần tiêu hóa rất lâu, lại đi nuốt những thứ này hoang cổ đại lục con mối. Cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thôn thiên hồ tại trong đại lục của hoang cổ chờ đợi vài ngày sau liền rời đi hoang cổ đại lục tiếp tục cho sở kiếm thu thủ vệ đi mà tiểu thanh điều nhưng là bị sở kiếm thu kéo đi vào đem nó mang vào hoang cổ trong đại lục ngay từ đầu tiểu thanh điều tiến vào hoang cổ đại lục kiến thức đến hoang cổ đại lục cái kia rộng rãi vô cùng cảnh tượng thời điểm nó trong lòng không khỏi hưng phấn vô cùng trong lúc nhất thời tại trong đại lục của hoang cổ, không ngừng mà làm càn vui chơi. Chỉ là, cũng không lâu lắm, sở kiếm thu một câu nói. Liền cho nó quay đầu rót một chậu nước lạnh. Tiểu xả điểu, ngươi về sau, mỗi tháng, đều phải từ hoang cổ trong đại lục. Mang về 10 ức sợi hoang cổ khí tức, một vạn khỏa cỏ nhỏ, cùng một ngàn trượng phương suối nước. Sở kiếm thu nhìn xem tiểu thanh điểu nói. Đang tại bốn phía vui chơi tiểu thanh điểu, nghe được sở kiếm thu lời này cả người đều không khỏi cứng đờ, sợ. Kiếm thu, ngươi lại đem bản cô nương làm lao động tay chân tới sai bảo, bản cô nương mới không? Làm loại khổ này lực sống. Tiểu thanh điểu nhìn chằm chằm sở kiếm thu, vô cùng phẫn nộ kêu lên. Ngược lại sự tình ta đã theo như ngươi nói, có làm hay không tùy ngươi. Sở kiếm thu lườm nó một mắt nói, ngươi nếu là không làm mà nói, về sau. Cũng đừng nghĩ tiến vào hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà tu luyện cũng đừng hòng ăn hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà chồng đi ra ngoài long nha mễ. Tiểu tử, bình thường ăn hắn, ở hắn, dùng hắn. Còn dám cùng hắn có kè mặc cả, hắn muốn cầm bóp cái này tiểu xả điều. Đây còn không phải là chuyện dễ dàng. Quả nhiên, nghe được sở kiếm thu lời này. Tiểu thanh điểu mặc dù vẫn như cũ phẫn nộ đến kêu gào ẩm ý, nhưng cuối cùng. Vẫn là không thể không đáp ứng xuống, cho sở kiếm thu làm lao động tay chân, hỗn đột đến tôn tháp tầng thứ hai đĩa. Tiểu đồng áo xanh nhìn thấy sở kiếm thu tần tự mang theo thôn thiên hồ cùng tiểu thanh điểu. Thông qua cái kia truyền tống trên đài cao truyền tống trận tiến nhập hoang cổ đại lục. Lập tức cũng không khỏi một hồi dục dịch. Hắn gión rén, lặng lẽ hướng cái kia truyền tống trên đài cao ngang nhiên xông qua. Đang đến gần cái kia truyền tống đài cao thời điểm, tiểu đồng áo xanh thân hình lóe lên nhanh như thiểm điện đồng dạng liền muốn xông vào trong truyền tống trận kia sở kiếm thu từ hoang cổ trong đại lục mang ra nhiều như vậy cao cấp tài nguyên hắn đối với cái kia thần bí hoang cổ đại lục đã sớm khát vọng đã lâu chỉ có điều trước đó hỗn độn đến tôn tháp chỉ có thể tiễn đưa sở kiếm thu một người tiến vào hoang cổ đại lục hắn dù cho đối với hoang cổ đại lục lại khát vọng cũng chỉ có thể trơ mắt ếch nhưng bây giờ, rất rõ ràng, theo Hỗn Độn đến Tôn Tháp thứ 33 ngôi sao đấu được tháp. Sáng sau đó, Hỗn Độn đến Tôn Tháp xảy ra biến hóa mới, có thể để những người khác cũng có thể tiến vào cái kia thần bí Hoang Cổ Đại Lục. Lúc này, hắn liền cũng lại khó mà kềm chế xung động trong lòng. Muốn tiến Hoang Cổ Đại Lục nhìn một chút đến tột cùng. Chỉ là khi tiểu đồng áo xanh thân hình vừa động còn chưa kịp tiến vào truyền tống đài cao thời điểm một đạo quang mang cũng đã hung hăng đánh vào trên người hắn đem hắn đánh cho giống như ra khỏi nòng như đạn pháo hướng một bên bắn ra hơn nữa cái này vẫn chưa xong trên bầu trời lại là liên tiếp mấy đạo quang mang từ trên trời giáng xuống liên tiếp đánh vào tiểu đồng áo xanh trên thân đem tiểu đồng áo xanh đánh cho nện vào trong lòng đất hơn nửa ngày đều không đứng dậy được mà đúng vào lúc này sở kiếm thu vừa vặn từ hoang cổ trong đại lục trở về nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi hết sức hiếu kỳ tiểu đồng áo xanh hàng này đến tột cùng đã làm gì người người oán trách sự tình thế mà trêu đến hỗn độn đến tôn tháp tức giận như vậy sở kiếm thu liền hướng hỗn độn đến tôn tháp hỏi thăm một phen thế mới biết nguyên lai là tiểu đồng áo xanh cái này bại lại hàng muốn trộm trộm thông qua truyền tống trận tiến vào hoang cổ đại lục. Vốn lấy hỗn độn đến tôn tháp trước mắt trạng thái này. Nếu để cho tiểu đồng áo xanh thông qua truyền tống trận truyền tống vào hoang cổ đại lục. Thế tất yếu đem hỗn độn đến tôn tháp tất cả tháp sáng tinh đấu năng lượng. Toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ không thể. mươi 3762 Thanh Dương kiếm quyết đệ nhị trọng viên mãn. Sở Kiếm Thu nghe được hỗn độn đến Tôn Tháp lời nói này, giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đồng thời, Sở Kiếm Thu nhịn không được một hồi líu lưỡi, tiểu đồng áo xanh hàng này. Bây giờ đến tột cùng khôi phục được trình độ gì, thế mà đem hắn truyền tống vào Hoang Cổ Đại Lục. Phải tiêu hao hỗn độn đến Tôn Tháp tất cả tháp sáng tinh đấu năng lượng. Hỗn độn đến Tôn Tháp, truyền tống càng cao cấp đồ vật tiến vào Hoang Cổ Đại Lục hoặc từ hoang cổ đại lục mang ra càng cao cấp đồ vật truyền tống thời điểm tiêu hao năng lượng cũng liền càng là cực lớn đem tiểu đồng áo xanh truyền tống vào hoang cổ đại lục lại muốn tiêu hao năng lượng to lớn như vậy sở kiếm thu cũng hoài nghi tiểu đồng áo xanh hàng này có phải hay không đã khôi phục được tiên thiên pháp bảo trình độ hàng này đã có rất dài một đoạn thời gian chưa từng ra tay hơn nữa hắn tại phía bên mình cũng chưa bao giờ thành thật khai báo chính hắn tình huống, cho nên. Sở kiếm thu đối với tiểu đồng áo xanh bây giờ đến tột cùng khôi phục được trình độ nào? Là vẫn luôn không biết. Tiểu đồng áo xanh tại bị hỗn độn đến tôn tháp dậy dỗ một trận này sau đó. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều đàng hoàng rất nhiều, liền tại bên này sở kiếm thu. Hắn đều không dám tùy tiện mạnh miệng hơn nữa tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai trong đất trồng trọt long nha mễ thời điểm cũng bắt đầu cần cù chăm chỉ sở kiếm thu nhìn thấy một màn này không khỏi rất là khinh bỉ hàng này một phen cái này bại lại hàng quả nhiên chính là không đánh không đứng đắn tiện cốt đầu không hung hăng giáo huấn hắn một trận hắn lại luôn là dễ dàng phiêu đến không biết mình kể từ hỗn độn đến tôn tháp tại hoang cổ đại lục truyền tống trận bị kích phát sau đó có tiểu thanh điều cái này khổ lực giúp mình vận chuyển đủ loại tài nguyên. Sở kiếm thu ngược lại là buông lỏng rất nhiều, không cần luôn chạy vào chạy ra. Khi cái kia công nhân bốc phát, sau khi thiếu đi như thế một phần sự tính, sở kiếm thu cũng có thể càng thêm chuyên tâm đem thời gian tiêu vào trên việc tu luyện trong. Nháy mắt lại là một tháng thời gian đi qua, hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai trong đất. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang, phá toái hư không, phóng lên trời. Sở Kiếm Thu đứng lơ lửng giữa không trung, toàn thân kiếm ý lẫm nhiên, chu xung quanh hư không. Ở trên người hắn tản mát ra lăng lệ kiếm ý cắt xuống. Thế mà đều không ngừng bị cắt chém đến nứt ra từng đạo vết nứt không gian. Sở Kiếm Thu tay trái bóp cái kiếm quyết, kiếm chỉ tại trên kiếm phong nhẹ nhàng bôi qua. Ánh mắt lộ ra mấy phần thần sắc hài lòng, sau một phen khổ tu. Hắn thanh dương kiếm quyết đệ nhị trọng, cuối cùng tu luyện đến viên mãn chi cảnh lấy thực lực của hắn bây giờ dù cho không tá trợ thủ đoạn khác cũng đã đủ để đánh giết thông thường phi thăng cảnh sơ kỳ võ giả đang tại sở kiếm thu thanh dương kiếm quyết đệ nhị trọng tu luyện đến viên mãn chi cảnh thời điểm tại một bên khác một cỗ cường đại vô cùng khí tức cũng bạo phát ra sở kiếm thu quay đầu nhìn lại ánh mắt lộ ra mấy phần thần sắc mừng rỡ bên kia chính là đẹp như tranh tại tu luyện chỗ nhìn tình huống đẹp như tranh cũng thành công đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh đẹp như tranh kể từ đột phá đến đại thông huyền cảnh đỉnh phong sau đó liền một đường đi theo hắn bắc thượng vũ minh hoàng thành mấy năm này thời gian đẹp như tranh vẫn luôn là đang từ từ rèn luyện cảnh giới nện vững chắc võ đạo căn cơ cũng không vội mở ra đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh dù sao trung châu võ đạo đại hội chỉ có thể là phi thăng cảnh phía dưới võ giả mới có thể tham gia nếu là đẹp như tranh tu luyện qua nhanh vạn nhất không cẩn thận trực tiếp đột phá phi thăng cảnh vậy coi như vô duyên tham gia trung châu võ đạo đại hội cho nên mấy năm qua này đẹp như tranh trên cơ bản sẽ rất ít tiến vào hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà tu luyện thẳng đến gần đoạn thời gian nàng đại thông huyền cảnh cảnh giới đỉnh cao thực sự đã rèn luyện đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục áp chế cảnh giới. Sở kiếm thu này mới khiến nàng tiến vào hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai địa. Để cho nàng ở đây tiến hành đột phá. Bây giờ trong khoảng cách châu võ đạo đại hội chính thức tổ chức còn có đại khái một năm rưỡi. Lấy đẹp như tranh võ đạo tư chất lại thêm long nhà mễ dưới sự giúp đỡ một năm rưỡi. Nàng nửa bước phi thăng cảnh cảnh giới, hoàn toàn đủ để vững chắc xuống, vũ. Minh Nham phủ đệ, nữ tử áo đen lâm ngọa vũ tại mới vừa rồi tu luyện hoàn tất đi ra khỏi phòng. Nghĩ đến bên ngoài giải sầu, lúc nàng mới vừa đi ra gian phòng. Cảm nhận được cái kia hồ tộc thiếu nữ trong phòng, truyền ra một cỗ sóng gợn cực kỳ mạnh mẽ. Lâm ngọa vũ nhìn thấy một màn này, biết là cái kia hồ tộc thiếu nữ. Tu vi lại tăng lên một bước nguyên nhân, lâm ngọa vũ nhìn căn phòng kia một mát trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng hâm mộ vô cùng thần sắc. Tại nàng đi tới Vũ Minh Nham trong phủ trong khoảng thời gian này. Nàng nhìn thấy cái kia hồ tộc thiếu nữ. Tu vi cơ hồ mỗi một ngày đều lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ đang nhanh chóng tăng. Lên, cái kia hồ tộc thiếu nữ võ đạo tư chất tại lúc mới bắt đầu, rõ ràng còn kém rất rất xa nàng. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia hồ tộc thiếu nữ tựa hồ võ đạo tư chất cũng biến thành càng ngày càng cường đại lấy cái kia hồ tộc thiếu nữ bây giờ võ đạo tư chất đến xem tựa hồ đã cũng không so nàng kém mà tại tốc độ tu luyện bên trên cái kia hồ tộc thiếu nữ càng là nhanh hơn nàng vô số lần không chỉ mình là cái kia hồ tộc thiếu nữ sở kiếm thu bên người mỗi người bao quát cái kia ngu xuẩn hồ cùng cái kia tiểu xả điều tốc độ tu luyện cũng là nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng vốn là tự xưng là võ đạo tư chất thiên phú chắc tuyệt nữ từ áo đen. Tại đi tới sở kiếm thu bên người sau, lòng tự tin mỗi một ngày đều bị đà kích. Lâm ngọa vũ nhìn chằm chằm hồ tộc thiếu nữ gian phòng nhìn thật lâu. Đang do dự sau một lúc lâu, cuối cùng đi tới. Gõ hồ tộc thiếu nữ cửa phòng, theo cửa phòng gõ vang rất nhanh. Cửa phòng liền bị từ bên trong mở ra, lâm tỉ tỉ, ngươi tìm ta có việc. Hồ tộc thiếu nữ nhìn thấy đứng ở phía ngoài chính là Lâm Ngọa Vũ. Trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Vị này gọi là Lâm Ngọa Vũ tỷ tỷ, tại sau khi đi tới nơi này. Vẫn luôn là một bộ người lạ chớ tới gần, tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Cực ít cùng các nàng tiến hành giao lưu. Hôm nay nàng thế mà lại chủ động tìm tới cửa. Cái này khiến Hồ tộc thiếu nữ trong lòng quả thực hiếu kỳ không thôi cũng không biết vị này lâm tỉ tỉ tìm chính mình là có chuyện gì hồ muội muội ta có thể vào sao lâm ngọa vũ tận lực để cho trên mặt mình gạt ra vẻ thân hòa nụ cười hướng hồ tộc thiếu nữ hỏi ách lâm tỉ tỉ mời đến hồ tộc thiếu nữ nghe vậy đầu tiên là ngẩn người tiếp lấy lại do dự một chút cuối cùng vẫn là tránh ra thân thể thỉnh lâm ngọa vũ đi vào phòng Ghé vào sở kiếm thu cửa gian phòng thôn thiên hổ, tại nhìn thấy một màn này thời điểm không khỏi liếc qua lâm ngọa vũ thân ảnh, trong lòng một hồi âm thầm cô. Cũng không biết này nương môn, hôm nay đến tột cùng nghĩ làm cái gì ý đồ xấu. Hôm nay, lão đại, đẹp như tranh tàu tử cùng tiểu xả điểu đều tại trong hỗn độn đến tôn tháp. Ở bên ngoài, chỉ có nó một người, nó thật tốt xinh nhìn chằm chằm này nương môn. Cũng đừng làm cho này nương môn làm ra sự tình gì tới. Bây giờ, tại trong tòa phủ đệ này, cũng chỉ có tiểu hồ ly kia thực lực yếu nhất lấy lâm ngọa vũ thực lực cũng chỉ đối với tiểu hồ ly này có uy hát yêu ta. Đi qua hơn một năm nay đến nay tu luyện gian khổ. Tại Long Nha Mễ cùng tẩy tủy phạt cốt đan dưới sự giúp đỡ. Vũ Minh Nham cùng Xuyên Lam tung bay thực lực cũng đã xảy ra đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Lấy Xuyên Lam bay lên cùng Vũ Minh Nham thực lực bây giờ đã không hề yếu tại Lâm Ngọa Vũ. Thậm chí so với Lâm Ngọa Vũ đều muốn mạnh hơn mấy phần. 3763 lâm tỷ tỷ nếu mà muốn ta trực tiếp tặng cho ngươi tốt. Lâm ngọa vũ ai không tìm, hết lần này tới lần khác tìm tới duy nhất thực lực so với nàng yếu hồ. Tộc thiếu nữ, hơn nữa, vẫn là tại trên cái này hồ tộc thiếu nữ lạc đàn trước mắt tìm tới cửa. Thôn thiên hồ thì không khỏi không hoài nghi. Này nương môn có phải hay không đối với cái kia hồ tộc thiếu nữ giáp tâm bất lương. Cho nên, thôn thiên hồ nhìn chằm chằm động tĩnh bên kia, một khi phát giác có cái gì không thích hợp, lập tức liền ra tay. hồ, muội muội tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy là có cái gì khiếu môn sao? Lâm ngọa vũ khi tiến vào hồ tộc thiếu nữ gian phòng sau cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. không có a à, ta có thể tu luyện nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì ăn công tử long nhà mễ nguyên nhân. hồ tộc thiếu nữ nghe vậy cũng không có giấu giếm, đúng sự thật nói, lúc mới bắt đầu đẹp như tranh tỉ tỉ cho ta không ít tẩy tủy phạt cốt đan ta ăn sau đó cơ thể xảy ra thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa võ đạo tư chất tăng lên rất nhiều vốn là tại lúc mới bắt đầu ta cùng đẹp như tranh tỉ tỉ cũng là sử dụng hoang cổ linh văn đan cùng đại thông huyền đan tới tiến hành tu luyện nhưng về sau công tử lấy ra long nha mễ sau khi ăn xong cái này long nha mễ sau đó Hiệu quả so với Hoang Cổ Linh Văn Đan cùng Đại Thông Huyền Đan, cường đại rất nhiều, rất nhiều. Cho nên, chúng ta cũng không có tiếp tục sử dụng Hoang Cổ Linh Văn Đan cùng Đại Thông Huyền Đan. Tới tiến hành tu luyện. Người nói là các ngươi bình thường lúc ăn cơm, ăn chính là Long Nha Mễ. Lâm Ngọa Vũ nghe nói như thế, lập tức giật mình vô cùng hỏi, Long Nha Mễ? Nàng cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua, lại không có nghĩ đến trong hiện thực lại còn thật sự có loại vật này. Ừ, đúng vậy, công tử là nói như vậy, hồ. Tộc thiếu nữ gật đầu một cái nói, lâm ngọa vũ nghe vậy. Lập tức không khỏi một trận trầm mặc bình thường, lúc sở kiếm thu dọn cơm. Nàng căn bản cũng không thèm tại đi tới gần. Nàng cho rằng, đến loại này trình độ tu vi. Lại còn mỗi ngày đều còn đi thỏa mãn ham muốn ăn uống, đối với chuyện này trong nội tâm nàng là rất khinh bỉ, nếu là ngẫu nhiên ăn một hai bữa cũng còn chưa lạ. Nhưng ngày ngày đều ăn như vậy, quả thực là tự cam đọa lạc. Ngũ cốc hoa màu, đối với phàm tục tới nói, là duy trì sinh mệnh nhu yếu phẩm, không có ăn. Phàm tục sẽ tùy thời đều không mệnh. Nhưng đối hắn nhóm loại tầng thứ này tu vi võ giả tới nói, ăn những thứ này ngũ cốc hoa màu. Đối bọn hắn tới nói, chỉ có thể có hại vô ích, ăn sau đó, còn phải tốn thời gian đem những cái kia tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sở kiếm thu bọn hắn bình thường ăn. Căn bản cũng không phải là thông thường cơm, mà là trong truyền thuyết long nha mễ. Sau khi trầm mặc một hồi, lâm ngọa vũ ngẩng đầu lên. Nhìn xem hồ tộc thiếu nữ lại mở miệng hỏi, hồ muội muội Người mới vừa nói những cái kia cái gì tẩy tủy phạt cốt đan hoang cổ linh văn đan cùng đại thông huyền đan trên người ngươi còn có hay không tẩy tủy phạt cốt đan vừa đã ăn xong hoang cổ linh văn đan cùng đại thông huyền đan còn thừa lại không thiếu hồ tộc thiếu nữ nói trước đây đẹp như tranh cho nàng không ít tẩy, tẩy tủy phạt cốt đan hoang cổ linh văn đan cùng đại thông huyền đan tẩy tủy phạt cốt đan đối với nàng mà nói là vẫn luôn hữu dụng cho nên nàng cách một đoạn thời gian liền ăn một khỏa không ngừng mà tăng cường chính mình võ đạo tư chất nhưng hoang cổ linh văn đan cùng đại thông huyền đan kể từ sở kiếm thu lấy ra long nha mễ sau đó nàng trên cơ bản liền vô dụng qua bởi vì nàng mỗi ngày chỉ là cố gắng tiêu hóa long nha mễ năng lượng đều đã hao hết khí lực lại ăn hoang cổ linh văn đan cùng đại thông huyền đan đối với nàng mà nói cũng vô dụng cho nên trên người nàng hoang cổ linh văn đan cùng đại thông huyền đan còn thừa lại không thiếu hồ muội muội, ngươi những cái kia hoang cổ linh văn đan cùng đại thông huyền đan. Có thể hay không cho ta một chút, ta có thể xuất tiền đến mua, Lâm. Ngọa Vũ nhìn xem hồ tộc thiếu nữ nói, tại đi tới sở kiếm thu bên người lâu như vậy. Nàng mặc dù trong lòng đối với Sở Kiếm Thu một mực rất là thống hận đề phòng. Cho rằng Sở Kiếm Thu đối với nàng mưu đồ làm loạn, có ý đồ khác, phía trước nàng gặp hết thảy cũng là sở kiếm thu một tay thiết kế bố trí, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận. Cái này tặc trên thân, đích xác có không ít đồ tốt. Cái này hoang cổ linh văn đan cùng đại thông huyền đan. Nếu là hồ tộc thiếu nữ cùng đẹp như tranh bình thường đều lấy ra tu luyện đồ vật. Vậy tất nhiên không phải cái gì đan dược thông thường, ách. Mua cũng không cần, lâm tỷ tỷ nếu mà muốn, ta trực tiếp tặng cho ngươi tốt. Hồ tộc thiếu nữ nói, những đan dược này nàng bây giờ cũng không dùng được. Tất nhiên Lâm Ngọa Vũ nếu mà muốn. Vậy thì trực tiếp đưa cho nàng tốt đến nỗi cái gì có tiền hay không? Nàng cũng không thèm để ý, ngược lại, nàng dù cho cầm tiền cũng không dùng được. Bây giờ đi theo Sở Kiếm Thu cùng đẹp như tranh bên cạnh. Nàng lại không thiếu tài nguyên tu luyện, dù cho cầm một đống lớn linh thạch. Cũng không có gì dùng. Nói xong, hồ tộc thiếu nữ bàn tay xòe ra, trong tay xuất hiện hai bình ngọc. Đưa cho Lâm Ngọa Vũ nói, Lâm tỉ tỉ, cái này hai trong bình ngọc. Chính là hoang cổ linh văn đan cùng đại thông huyền đan, toàn bộ tất cả đưa cho ngươi. Lâm Ngọa Vũ nghe vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi nói, hồ muội muội Ngươi đem những đan dược này đưa hết cho ta, vậy còn ngươi? Ta bây giờ không dùng được những đan dược này. Hồ tộc thiếu nữ vừa cười vừa nói, chỉ là ăn long nha mễ ta đều không tiêu hóa nổi. Lại ăn những đan dược này cũng vô dụng, ta bây giờ mục tiêu chính là cố gắng làm đến có thể mỗi ngày đều ăn một bữa cơm. Nàng bây giờ ăn một bữa cơm phải tiêu hóa vài ngày, nàng bây giờ cố gắng muốn làm chính là có thể mỗi ngày đều có thể đi theo sở kiếm thu bọn người cùng nhau ăn cơm. Mà không phải cách mấy ngày mới có thể ăn một bữa bất quá gần nhất công tử cùng đẹp như tranh tỉ tỉ không biết chạy đi nơi nào lúc ăn cơm hai người bọn họ cũng không ở bây giờ trên cơ bản là mỗi đến cơm chiều thời điểm cái kia tiểu thanh điểu cầm long nha mễ để cho nàng nấu cơm đến cho nó ăn trong khoảng thời gian gần đây bọn hắn cũng từ một bắt đầu một ngày ba bữa đã biến thành một ngày ăn một bữa hơn nữa lúc ăn cơm vẫn chỉ có cái kia tiểu thanh điểu cùng đại bạch miêu cùng với nàng ba người đang ăn, ngẫu nhiên. Xuyên lam bay lên cùng Vũ Minh Nham cũng sẽ tới ăn trực. Nhưng công tử cùng đẹp như tranh tỉ tỉ không tại. Xuyên lam bay lên cùng Vũ Minh Nham dù cho chạy tới ăn trực. Cũng không dám như vậy thường xuyên, bình thường là ba năm ngày, mới dám chạy tới ăn một bữa. Lâm ngọa vũ nghe vậy, trầm mặc một hồi. Cuối cùng tiếp nhận hồ tộc thiếu nữ đưa tới hai bình ngọc đối với hồ tộc thiếu nữ nói, hồ muội muội đa tạ lâm tỷ tỷ khách khí người là công tử mang về vậy mọi người liền đều là người mình chỉ là một chút đan dược không tính là cái gì hồ tộc thiếu nữ vội vàng khoát tay áo vừa cười vừa nói hồ muội muội hôm nay xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình sau này nếu như hữu dụng phải bên trên ta địa phương, cứ việc cùng ta nói một tiếng. Nếu như ta có thể làm được sự tình, tuyệt không chối từ. Lâm Ngọa Vũ lần nữa chắp tay hướng hồ tộc thiếu nữ thi lễ một cái nói. Lâm Ngọa Vũ không có ở hồ tộc thiếu nữ trong phòng chờ lâu, đang cầm đan dược sau đó. Liền trở về chỗ ở của mình, nàng muốn nhìn. Cái này cái gọi là hoang cổ linh văn đan cùng đại thông huyền đan. Đến tột cùng nắm giữ cỡ nào công hiệu. mươi 3764 rừng nằm mưa rung động. Sở kiếm thu cửa phòng, thôn thiên hồ liếc qua từ hồ tộc thiếu nữ trong phòng đi ra lâm ngọa vũ liền không tiếp tục để ý tới nàng, đối với hồ tộc thiếu nữ trong phòng chuyện xảy ra. Thôn Thiên Hồ là nhất thanh nhị sở, lấy nó thực lực hôm nay, dù cho không cần tận lực dùng thần niệm đi dò xét, bằng vào cái kia vô cùng cường đại cảm giác lực, liền có thể dễ dàng nhìn rõ hết thảy. Nhìn thấy Lâm Ngọa Vũ làm hết thảy, Thôn Thiên Hồ cảm giác này nương môn thật ngu xuẩn. Nếu là trực tiếp đi theo lão đại, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, muốn cái gì không có hết lần này tới lần khác chết đầu óc như vậy. Còn muốn đi từ tiểu hồ ly kia trong tay lừa gạt đan dược. Bất quá, đối với một màn này, thôn thiên hồ cũng không có đi quản, mấy khỏa chỉ là hoang cổ. Linh văn đan cùng đại thông huyền đan mà thôi, dù cho lâm ngọa vũ lừa. Có thể nhờ vào đó đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh. Cũng tạo thành không là cái gì uy hát yêu ta. Cùng cảnh giới bên trong, nó hổ ra còn không có từng sợ ai, đương nhiên. Lão đại ngoại trừ, lâm ngọa vũ trở lại trong phòng của mình, từ trong một cái bình ngọc. Đổ ra một khỏa đại thông huyền đan ăn vào. Đan dược vừa vào bụng, lâm ngọa vũ cũng cảm giác được một cỗ vô cùng to lớn dược lực. Tại trong bụng tản ra, hơn nữa, cổ dược lực này bên trong. Còn ẩn chứa một cỗ mênh mông viễn cổ khí tức cường đại. Một canh giờ đi qua, ầm vang một tiếng, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ lâm ngọa vũ trong phòng bạo phát đi ra, thôn thiên hổ thấy thế, trực tiếp móng vuốt rũi ra. Hóa thành một cái già thiên cự chảo, đem lâm ngọa vũ gian phòng, triệt để bao phủ ở bên trong. Lâm ngọa vũ đột phá lúc bộc phát khí thế cường đại. Bị nuốt thiên hổ móng vuốt hoàn toàn ước thúc nổi, tiết ra ngoài không được mảy may. Đối với địa phương khác cũng không có tạo thành nửa điểm phá hư. Đợi đến cỗ này bộc phát khí thế, hoàn toàn bình ổn lại thời điểm thôn thiên hổ lúc này mới thu hồi móng vuốt tiếp tục ghé vào sở kiếm thu cửa gian phòng. Hít mắt nhắm mắt dưỡng thần yên lặng tiêu hóa trong bụng đầu kia độc giao năng lượng vũ. Minh Nham trong phủ đệ. Đang tu luyện xuyên lam bay lên cùng vũ Minh Nham. Liếc mắt nhìn lâm ngọa vũ gian phòng phương hướng xuyên. Lam huynh cái này tựa như là vị kia lâm cô nương đột phá. Vũ Minh Nham nhìn xem bên kia phương hướng nói. Mặc dù bọn hắn đều ở tại cùng một cái trong phủ đệ, nhưng Vũ Minh Nham phủ đệ chiếm diện tích phạm vi cực lớn, vì không quấy dày sở kiếm thu cuộc sống và tu luyện. Hắn cùng xuyên lam bay lên, cũng không có cùng sở kiếm thu bọn người. Ở tại cùng một cái khu vực bên trong. Hừ, đột phá thì thế nào, bây giờ ta cũng không sợ nàng, xuyên. Lam bay lên hừ một tiếng nói, trước đây hắn bị lâm ngọa vũ nhất kiếm đánh bại sự tình cho tới bây giờ, hắn đều ấn tượng sâu hơn. Không thể không nói, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, lâm ngọa vũ một kiếm kia. Đều mang đến cho hắn rất dày đặc bóng ma tâm lý, đến mức hắn mỗi lần nhìn thấy lâm ngọa vũ. Cũng nhịn không được có mấy phần run lẩy bẩy. Nhưng là bây giờ, cách hắn bị lâm ngọa vũ đánh bại thời gian. Đã qua một năm rưỡi, đi qua một năm rưỡi này thời gian chuyên cần khổ luyện thực lực của hắn. Cũng sớm đã xưa đâu bằng nay hắn chẳng những ăn số lớn tẩy tủy phạt cốt đan. Tự thân võ đạo tư chất thu được tăng lên trên diện rộng hơn nữa. Còn một lần nữa tu luyện công pháp cao cấp hơn tại dưới sự giúp đỡ long nhà mễ tu vi của hắn. Cũng ở đây trong một năm rưỡi, đột nhiên tăng mạnh. Dù cho lâm ngọa vũ đột phá nửa bước phi thăng cảnh. Xuyên lam bay lên cũng có mãnh liệt lòng tin tại trên thực lực. Không thua kém một chút nào lâm ngọa vũ, a à. Xiên Lam huynh lòng tin lớn như vậy. Muốn hay không đi tìm vị kia lâm cô nương luận bàn một chút, vũ. Minh Nham nghe vậy, vừa cười vừa nói. Tính toán, cô nương kia thế nhưng là công tử nữ nhân. Dù cho ta thực lực bây giờ mạnh hơn nàng, đánh thắng cũng không có quả ngon để ăn. Huống hồ ta bây giờ mục tiêu thế nhưng là sung kích địa bảng 100 người đứng đầu. Khi dễ nàng yếu như vậy nữ tử cũng không tính được bản lãnh gì xuyên lam bay lên khoát tay áo nói vũ minh nham nghe nói như thế cũng tịnh không có cho rằng xuyên lam bay lên cuồng vọng đừng nói là xuyên lam bay lên chính hắn cũng tương tự có dạng này mục tiêu lấy bọn hắn trước mắt điều kiện tu luyện đợi một thời gian xông vào địa bảng một trăm người đứng đầu cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào lâm Ngọa vũ đột phá sự tình đối bọn hắn hai người tới nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn hai người cũng không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở trong chuyện này. Rất nhanh liền một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Hai người từ sở kiếm thu nơi đó, mua không thiếu uy lực cực lớn võ học tuyệt kỹ. Bọn hắn đều nghĩ tranh thủ tại Trung Châu võ đạo đại hội chính thức tổ chức phía trước. Luyện thành một hai loại, để tại Trung Châu võ đạo đại hội bên trên, rực rỡ hào quang. Bọn hắn bây giờ đều có một cái cùng chung mục tiêu đó chính là tiến vào Trung Châu Võ Đạo Đại hội người mới bảng 10 hạng đầu. Đặt ở trước đó, loại chuyện này, bọn hắn là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ. Bọn hắn lại là đối chính mình, nắm giữ lớn vô cùng lòng tin, vũ minh nham phủ đệ. Lâm ngọa vũ trong phòng, lâm ngọa vũ mở to mắt. Cảm thụ được thể nội cái kia cổ đại thông huyền đan cường đại dược lực. Trong nội tâm nàng không khỏi cực kỳ chấn động, thật là cường đại đan dược thế mà chỉ là một khỏa đan dược. Liền để nàng dễ dàng như vậy đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh. Mặc dù nàng cũng sớm đã tu luyện đến đại thông huyền cảnh đỉnh phong cực hạn. Trước đó bởi vì công pháp hạn chế, không cách nào thêm một bước đột phá, nhưng mà. Kể từ ở chợ đen thắng mấy trăm ức bát phẩm linh thạch sau đó. Nàng phía trước tại duyệt lai khách sạn vụng trộm chuồn đi đến bảo thông thương hành mua sắm đại lượng nửa bước cửu giai trường kiếm pháp bảo thời điểm cũng thuận tiện mua một môn có thể tu luyện đến phi thăng cảnh công pháp vì để cho bản thân có thể thêm một bước đột phá nửa bước phi thăng cảnh nàng trong khoảng thời gian này đến nay là đem mình nguyên lai là tu luyện cửu tuyệt huyền quang bí điển chuyển tu từ bảo thông thương hành mua được công pháp mới dựa theo tốc độ tu luyện của nàng muốn đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh nhanh nhất cũng ít nhất cần thời gian một năm, mặc dù nàng võ đạo tư chất rất là cường đại. Nhưng mà nửa bước phi thăng cảnh cảnh giới bình cảnh cũng không phải dễ đánh bể như vậy. Nhưng lại không nghĩ tới, bây giờ chỉ là một khỏa đại thông huyền đan. Liền để chính mình trực tiếp đột phá cảnh giới, cái này đại thông huyền đan hiệu quả thần diệu. Năng lượng tinh thuần, đều làm lâm ngọa vũ cực kỳ chấn động. Nàng ẩn ẩn cảm nhận được, có vẻ như sử dụng loại này đại thông huyền đan tu luyện có thể để ở vào cảnh giới bình cảnh giai đoạn võ giả trực tiếp đánh vỡ cảnh giới bích trướng tiến vào trong cảnh giới tiếp theo trong cái này đại thông huyền đan này ẩn chứa cái kia một cỗ mênh mông viễn cổ khí tức cường đại đối với đánh vỡ cảnh giới bích trướng tới nói có không thể tưởng tượng nổi tác dụng loại đan dược này đối với võ giả tới nói đơn giản có thể nói là vô thượng trí bảo có loại đan dược này võ giả tu luyện đang trùng kích cảnh giới tiếp theo thời điểm căn bản cũng không cần phát sầu. Thần diệu như thế đan dược nên là phi thường chân quý, nhưng ở ở đây sở kiếm thu. Lại hình như là căn bản vốn không đáng tiền đường đậu đồng dạng. Chỉ là tiện tay cho cái kia hồ tộc thiếu nữ, thế mà thì cho nhiều như vậy. Như vậy sở kiếm thu tự thân có loại đan dược này số lượng đến tột cùng cực lớn đến mức nào? Đơn giản khó có thể tưởng tượng. mươi 3765 Cường Hãn Chim Sẻ càng làm lâm ngọa vũ không thể tưởng tượng nổi chính là. Bây giờ những thứ này thần diệu vô biên đan dược tại bên này sở kiếm thu. Giống như đã là bỏ đi không cần hàng cấp thấp liền cái kia tiểu hồ ly. Thế mà cũng không có tái sử dụng loại đan dược này tu luyện. Mà là thức ăn nàng nói tới long nha mễ. Vậy cái này long nha mễ hiệu quả cường đại. Đến tột cùng đến cỡ nào mức không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nhưng Lâm Ngọa Vũ có thể khẳng định là cái kia Long Nha Mễ. Khẳng định so với lên loại này Đại Thông Huyền Đan tới nói. Hiệu quả phải cường đại hơn nhiều, bằng không Sở Kiếm Thu bọn người không đến mức đem loại này thần diệu vô biên đan dược bỏ đi không cần. Mà đi thức ăn Long Nha Mễ. Tại một phen suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, Lâm Ngọa Vũ càng nghĩ. Càng là cảm giác cảm giác Sở Kiếm Thu lai lịch thân phận thần bí khó lường, ra hỏa này đến tột cùng là người nào, trong tay thế mà nắm giữ như thế không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Lúc mới bắt đầu, Lâm Ngọa Vũ vẫn cho rằng, sở kiếm thu có thể là huyền vụ phủ đệ tử. Sở dĩ tiếp cận chính mình, thứ nhất là vì ham sắc đẹp của mình, thứ hai là vì nhận được chính mình có liên quan tổ tiên những cái kia tuyệt học truyền thừa. Nhưng hiện tại xem ra, sở kiếm thu là huyền vụ phủ đệ tử chuyện này. Lại là có chút còn nghi vấn. Lâm Ngọa Vũ mặc dù đối với huyền vụ phủ không hiểu nhiều. Nhưng mà nàng nhưng cũng có thể chắc chắn, cho dù là huyền vụ phủ. Cũng tuyệt đối làm không được giống sở kiếm thu dạng này tài đại khí thô. Bằng không, huyền vụ phủ cũng không phải là năm đại tông môn một trong. Mà lại là siêu Việt Nam đại tông môn phía trên tồn tại. Cùng tam đại viễn cổ thế gia loại này cấp bậc quái vật khổng lồ đánh đồng mới đúng bất quá cái này tặc dù cho không phải huyền vụ phủ đệ tử nhưng lại tuyệt đối không phải người tốt lành gì hắn sở dĩ như thế hao tổn tâm huyết mà tiếp cận chính mình tất nhiên có ý đồ khác không phải ham sắc đẹp của mình chính là nghĩ mưu đồ trong tay mình bí mật dù sao ngay cả cái kia tặc thủ hạ đầu kiêng ngu xuẩn hồ cũng đã nói nó lão đại bình sinh hai đại yêu thích một cái chính là ưa thích kiếm nhiều tiền Thứ hai cái chính là ưa thích dung mạo xinh đẹp mỹ nhân. Chỉ cần theo nó lão đại, cam đoan có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn bảo vật có bảo vật, đối với đầu kia ngu xuẩn hổ lời này. Lâm Ngọa Vũ cũng không hoài nghi. Cái kia tặc mặc dù là một cái cực kỳ đáng giận đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Nhưng mà hắn đối với bên cạnh mình những người kia thật đúng là không lời nói. Liền đối với cái kia tiểu hồ ly, hắn đều khẳng khái vô cùng. Tiện tay chính là đưa cho một đống lớn chân quý như vậy đan dược. Nhưng cho dù như thế, lại như cũ không có thay đổi trong nội tâm nàng đối với cái kia tặc. Chán ghét cái kia tặc dù cho dù thế nào khẳng khái hào phóng, cũng không cải biến được hắn là một cái tặc sự thật, hơn nữa, vẫn là một cái đạo mạo nghiêm trang tặc, rõ ràng là một cái âm hiểm hèn hạ tặc, lại vẫn cứ muốn giả trang ra một bộ bộ dáng đạo mạo nghiêm trang cái này so với những cái kia nhìn một cái liền cho người biết là người xấu người càng thêm đáng giận hắn chứa ra khẳng khái hào phóng chẳng qua là vì đem cô gái xinh đẹp lừa gạt tới tay thủ đoạn mà thôi hôm nay tiểu hồ ly kia giúp mình ân tình lớn như vậy đem chân quý như vậy đan dược đưa cho chính mình chờ sau này chính mình tu vi có thành nhất định muốn đem cái này tiểu hồ ly từ cái này tạc trong tay cứu ra để cho nàng thoát ly cái này nước sâu lửa nóng bể khổ để báo đáp tiểu hồ ly này ân tình hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai địa đẹp như tranh đã ngươi đã đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh vậy hôm nay ta mang ngươi tiến vào hoang cổ đại lục xem sở kiếm thu đưa tay vuốt vuốt đẹp như tranh đầu vừa cười vừa nói hoang cổ đại lục có lấy không hết dùng mãi không cạn hoang cổ khí tức còn có cái kia cường đại đến khó có thể tưởng tượng thiên địa uy áp những vật này đối với một cái võ giả tu luyện tới nói có cực kỳ to lớn chỗ tốt nhất là cái kia trầm trọng vô cùng thiên địa uy áp có thể rèn luyện võ giả nhục thân để cho võ giả cảnh giới có thể nhanh chóng vững chắc xuống đây đối với vừa mới đột phá cảnh giới mới võ giả tới nói chỗ tốt nhất là lớn tốt thiếu ra đẹp như tranh nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào một đôi rễ nhìn đôi mắt sáng cong trở thành hai cong 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 nguyệt nha kế tiếp sở kiếm thu mang theo đẹp như tranh thông qua hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà truyền tống trận tiến vào hoang cổ trong đại lục hai người mới vừa từ hoang cổ đại lục trong truyền tống trận đi tới sở kiếm thu cũng cảm giác được tại bãi cỏ phương hướng truyền đến một cỗ kịch liệt vô cùng chiến đấu ba động sở kiếm thu ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu thanh điểu đang cùng một con chim sẻ dáng vẻ cực lớn chim bay ở trên bầu trời kịch liệt chém giết cái kia chim bay ngoại hình nhìn mặc dù rất giống chính là một cái nhất là so với bình thường còn bình thường hơn chim sẻ nhưng mà hình thể to lớn lại đạt đến dòng dã mấy trăm trượng phải biết tại trong đại lục của hoang cổ bởi vì chịu đến cái kia trầm trọng vô cùng thiên địa uy áp áp chế cho dù là thôn thiên hổ cùng tiểu thanh điểu. Bây giờ tối đa cũng bất quá là hóa thân trăm trượng lớn nhỏ mà thôi. Còn ma tước kia, thân hình đạt đến mấy trăm trượng chi cự. Thực lực có thể tưởng tượng được tiểu thanh điểu dù cho đã biến thành lớn nhất hình thái. So với con ma tước kia tới nói, vẫn là nhỏ mấy lần. Mà tại trên thực lực rất rõ ràng, tiểu thanh điểu cùng con ma tước kia so ra. Cũng vẫn là yếu đi không thiếu, cả hai đang kịch liệt trong chém giết. Tiểu thanh điểu rất rõ ràng ở vào hạ phong, trên thân đã bị con ma tước kia. Lấy ra mấy đầu đẫm máu cực lớn vết máu. Thiếu ra, thanh nhi tình huống, bề ngoài như có chút không ổn, đẹp. Như tranh cũng nhìn được nơi xa trên đồng cỏ trống không một màn kia, có chút bận tâm nói, cái. Này tiểu xả điểu, là thế nào chọc tới con ma tước kia? Sở kiếm thu nhìn thấy một màn này. Sắc mặt không khỏi có mấy phần không dễ nhìn, mặc dù hắn tại trong đại lục của hoang cổ cũng từng gặp qua những thứ này cực lớn phi cầm ở trên bầu trời phi hành nhưng mà nói như vậy những thứ này phi cầm thì sẽ không chú ý tới hắn bởi vì cùng những thứ này thực lực cường hãn vô cùng hình thể cực kỳ to lớn hoang cổ đại lục phi cầm tới nói hắn thực sự quá nhỏ bé nhỏ bé so với cái này hoang cổ đại lục sâu kiến đều còn rất nhỏ bé bên trên vô số lần những cái kia phi cầm dù cho đi bắt một con kiến cũng sẽ không đi đối phó hắn, tại Tiểu Thanh Điểu tiến vào Hoang Cổ Đại Lục thời điểm. Hắn cũng từng dặn dò qua Tiểu Thanh Điểu, tại trong đại lục của Hoang Cổ. Không cần quá cao điệu, phải cẩn thận một chút làm việc. Bởi vì thế giới này sinh linh đích thực quá đáng sợ, chỉ là một cái bình thường nhất chim bay. Cũng có không thua gì phi thăng cảnh chiến lực cường hãn. Tiểu Thanh Điểu mặc dù đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh, nhưng mà tại cái này vô cùng đáng sợ trong thế giới vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn bất quá bây giờ sở kiếm thu cũng không có tâm tư đi tính toán những chuyện này tiểu xả điều tình huống hiện tại rất là không ổn nếu như hắn không đi nữa tiếp viện chỉ sợ nó đều phải chết tại con ma tước kia thủ hạ đẹp như tranh chúng ta nhanh chóng đi qua hỗ trợ miễn cho cái kia tiểu xả điều thật sự bị con ma tước kia đánh chết sở kiếm thu đối với đẹp như tranh nói Tốt thiếu gia, đẹp như tranh gật đầu một cái nói, nói xong, nàng thân hình lóe lên. Hướng thẳng đến bên kia bay đi. Chương 3766 Cường Hãn chim sẻ. Nhìn thấy một màn này, Sở Kiếm Thu sắc mặt không khỏi hơi hơi cứng đờ. Bởi vì hắn bây giờ còn không đột phá nổi cái này Hoang Cổ Đại Lục Thiên Địa uy áp. Đến nay còn không bay lên được, mà lấy tiểu thanh điểu cùng đẹp như tranh thực lực, lại là đã có thể đột phá phiến thiên địa này trầm trọng uy áp có thể ở trên bầu trời phi hành nhìn thấy một màn này sở kiếm thu ngược lại không tiếp tục hướng bên kia chạy tới mà là lần nữa tiến vào trong truyền tống trận rời đi hoang cổ đại lục đi đem thôn thiên hồ kêu đi vào tại lần nữa tiến vào hoang cổ đại lục sau sở kiếm thu cưỡi tại thôn thiên hồ trên lưng tại thôn thiên hồ gánh vác phía dưới hướng về chiến trường bên kia bay đi chiến trường bên kia bên trên có đẹp như tranh gia nhập vào tiểu thanh điểu tình huống tốt hơn nhiều nhưng mà con ma tước kia thực lực thật là quá mức cường hãn dù cho đẹp như tranh cùng tiểu thanh điểu liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng con ma tước kia bất phân thắng bại mà thôi hơn nữa vẫn là bị đánh nhiều tấn công thiếu tiểu thanh điểu thanh loan huyết mạch cùng đẹp như tranh thiên phượng huyết mạch đối với cái này chỉ cực kỳ cường hãn chính là ma tước tới nói thế mà không được nửa điểm áp chế tác dụng ngược lại hai người bị con ma tước kia trên thân cái kia cỗ hung hãn vô cùng mênh mông khí tức viễn cổ ngược lại sinh ra áp chế đợi đến sở kiếm thu cùng thôn thiên hổ chạy tới bốn người dưới sự liên thủ sau một phen chiến đấu gian khổ lúc này mới cuối cùng đem cái kia hung hãn vô cùng chính là ma tước cho đánh chạy hợp bốn người chi lực cũng chỉ có thể làm đến đem con ma tước kia đánh chạy mà thôi đến nỗi đem cái này chỉ chim sẻ đánh chết lấy bọn hắn thực lực hôm nay căn bản là làm không được con ma tước kia lực phòng ngự quá mức cường hãn bọn hắn dù cho dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm bị thương nó mà không cách nào cho con ma tước kia mang đến chân chính trí mạng thương thế bọn hắn là dựa vào nhiều người thông qua đánh tiêu hao chiến đem con ma tước kia cho ngạnh sinh sinh cho hao tổn không còn khí lực. Mới miễn cưỡng đem con ma tước kia cho đánh chạy tiểu. Xả điểu, ngươi là thế nào chọc tới con ma tước kia? Đánh chạy cái kia hung hãn vô cùng chính là ma tước sau. Sở kiếm thu kém chút mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn quay đầu nhìn tiểu thanh điểu. Mặt đen lên nói, bản cô nương nghĩ đến đầu kia dòng suối nhỏ đối diện trong rừng cây xem mảnh rừng cây kia bên trong quả, nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng. Bản cô nương liền nghĩ qua đi trích một khỏa nếm thử hương vị. Ai biết vừa mới bay đến mảnh rừng cây kia biên giới, bản cô nương đều không có đi vào. Cái kia tạp mau điểu, liền hung thần ác sát công kích bản cô nương. Tiểu thanh điểu cúi đầu, ủy khuất lắp bắp nói. Ta không phải là theo như ngươi nói, nhường ngươi không cần bay qua đầu kia dòng suối nhỏ sao? người đem lời ta nói toàn bộ làm như làm gió thoảng bên tai sở kiếm thu nghe vậy không khỏi căm tức nói còn tốt ngươi bay qua đầu kia dòng suối nhỏ thời điểm không có gặp phải suối nhỏ bên trong thoát ra cá lớn bằng không ngươi bây giờ chỉ sợ cũng đã táng thân bụng cá tiểu thanh điểu bây giờ mặc dù có thể tại trong đại lục của hoang cổ phi hành nhưng mà phi hành độ cao cũng không thể bay rất cao tại trong đại lục của hoang cổ Cách xa mặt đất càng xa, thiên địa uy áp lại càng nặng. Mà đã nhỏ thanh điểu bây giờ phi hành độ cao, nếu là gặp phải trong đầu kia dòng suối nhỏ thoát ra cá lớn, nó 89 phần 10 sẽ bị cái kia dòng suối nhỏ bên trong cá lớn cho một ngụm ăn. Sở kiếm thu thế nhưng là đã từng thấy tận mắt, đã từng có chim bay từ nhỏ suối phía trên bay qua. Bị suối nhỏ bên trong đột nhiên thoát ra mặt nước cá lớn cho một ngụm nuốt tiểu thanh điểu bị sở kiếm thu hung hăng mắng một trận nhưng nó lần này tự hiểu đuối lý bị chửi thời điểm chỉ là cúi đầu giống như làm sai chuyện tiểu hai từ một dạng không dám lên tiếng có tiểu thanh điểu chuyện lần này giáo huấn sở kiếm thu cũng một lần nữa cảnh giác hắn tại hoang cổ đại lục bên ngoài truyền tống trận mặt bố trí một cái ẩn nấp đại trận đem toàn bộ truyền tống trận đều che đậy phía trước hắn tại trong đại lục của hoang cổ yên ổn thời gian quá lâu tâm thần bắt đầu dần dần buông lỏng đã có chút quên cái này hoang cổ đại lục nguy hiểm đi qua lần này tiểu thanh điểu sự tính sở kiếm thu mới lần nữa cảnh giác lại cái này hoang cổ đại lục cũng không đơn chỉ là hắn lấy hoài không hết bảo khố cũng là một cái nguy hiểm tới cực điểm thế giới lấy bọn hắn thực lực hôm nay tại trong cái này tràn đầy thế giới nguy hiểm cũng chỉ là ở vào sinh mệnh tầng thấp nhất mà thôi cho dù là thế giới này bình thường nhất một con chim, một con cá, đối bọn hắn. Cũng có chí mạng vô cùng uy hát yêu Sở kiếm thu không những ở bên ngoài truyền tống trận khăn che mặt đưa ẩn nấp đại trận. Còn bố trí phòng ngự đại trận, mê huyễn đại trận chờ trận pháp trọng trọng. Đem ở đây chế tạo thành một cái kiên cố vô cùng thành lũy. Đã như thế, một khi bọn hắn tại trong đại lục của hoang cổ, lúc gặp phải thời điểm cũng tùy thời có thể rút về đến cái này trong pháo đài. Mà không đến mức giống lần này tiểu thanh điểu dạng này. Chỉ có thể bị thúc ép phải cùng con ma tước kia liều mạng. Kỳ thực, lấy tiểu thanh điểu thực lực, nếu như quả thực là muốn chạy trốn mà nói. Nó vẫn có cơ hội trốn về bên này trong truyền tống trận. Nhưng nó sợ con ma tước kia cũng đi theo đuổi tới, đem truyền tống trận này làm hỏng liên lụy đến sở kiếm thu về sau không cách nào tiến vào hoang cổ đại lục cho nên. Nó đang trốn về cái kia phiến bãi cỏ sau đó. Nhìn thấy con ma tước kia vẫn là gắt gao truy tại sau lưng. Cũng chỉ có thể lựa chọn cùng con ma tước kia liều mạng. Tiểu thanh điều ăn lần này thiệt thòi lớn, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Chờ sau này thực lực của mình tăng lên sau đó, cuối cùng cũng có một ngày. Muốn đi tìm cái kia tạp mau điều tính toán hôm nay bút chướng này thực sự là quá mức nó cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế mất thể diện như vậy qua đây tại truyền tống trận chung quanh bố trí tốt trọng trọng đại trận sau sở kiếm thu kế tiếp cùng đẹp như tranh tiểu thanh điều ba người cùng một chỗ tại trong đại lục của hoang cổ lịch luyện lấy mà thôn thiên hồ nhưng là rời đi hoang cổ đại lục tiếp tục đi cho sở kiếm thu thủ vệ sở kiếm thu cùng đẹp như tranh Tiểu Thanh Điểu mặc dù tại hoang cổ đại lục lịch luyện, nhưng chủ yếu vẫn là ở mảnh này bãi cỏ phụ cận mà không dám chạy quá xa. Sở Kiếm Thu còn thừa cơ hội này, ở mảnh này trên đồng cỏ mở ra từng cái đường đi. Những thứ này đường đi cuối cùng hội tụ thành một cái cực lớn phù văn. Sở Kiếm Thu lấy mảnh này bãi cỏ làm cơ sở, lấy mở ra tới đường đi vì làm một đạo đạo phù văn. Bố trí thành một cái uy lực trận pháp thật to tại trong đại lục của hoang cổ bắt đầu kinh doanh một mảnh chính mình chân chính căn cứ tiểu thanh điểu đi qua lần trước giáo huấn sau đó cũng biến thành đàng hoàng rất nhiều ngoan ngoãn đi theo sở kiếm thu sau lưng hỗ trợ sở kiếm thu mở lấy những cái kia đường đi mà đẹp như tranh tự nhiên không cần phải nói cũng cùng theo trừ cỏ mở đường bày trận những thứ này chặt đi xuống cỏ nhỏ sở kiếm thu cũng không có lãng phí mà là toàn bộ đều thông qua truyền tống trận truyền tống về hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai địa lại truyền tống về huyền kiếm tông cho huyền kiếm tông đan phường luyện chế đại thông huyền đan theo tại hoang cổ đại lục không ngừng lịch luyện sở kiếm thu cảnh giới cùng võ đạo căn cơ cũng không ngừng mà củng cố cùng nện vững chắc trong bất chi bất giác tu vi của hắn đã lại tu luyện đến tiểu thông huyền cảnh trung kỳ cực hạn khoảng cách đột phá tiểu thông huyền cảnh hậu kỳ cũng đã không xa mà đẹp như tranh cảnh giới, cũng tại hoang cổ đại lục lịch luyện quá trình bên trong. Cấp tốc vững chắc xuống, chiến lực càng là lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ. Đang nhanh chóng tăng lên. Chương 3767 Ngự thú tông thiếu chủ. Vũ Minh Hoàng Thành, Ngự thú tông trụ sở, một cái dáng người thanh niên cường tráng. Đi tới trong Ngự thú tông trụ sở. Tên này thanh niên tráng kiện, mặc dù chỉ có nửa bước phi thăng cảnh tu vi, nhưng mà một thân khí tức đã cường đại đến cực điểm hơn nữa trên thân còn tản ra một cỗ man hoang khí tức tại cái này thanh niên tráng kiện bên người còn đi theo hai đầu cực lớn hung thú trong đó một đầu hung thú là một cái có có sáu cánh toàn thân đỏ chết sư tử bên kia nhưng là con mắt kim hoàng con báo hai con thú dữ này mặc dù tu vi cũng đều là chỉ có nửa bước phi thăng cảnh nhưng mà trên thân tản mát ra khí tức cường đại lại là cho người ta một cỗ to lớn vô cùng cảm giác áp bách ở đó thanh niên tráng kiện bên cạnh. Còn đi theo một cái mắt như chim ưng lão giả. Lão giả này tu vi, nhưng là phi thăng cảnh trung kỳ, ngoại trừ hai con thú dữ này. Cùng tên kia phi thăng cảnh trung kỳ lão giả bên ngoài, tại thanh niên tráng kiện sau lưng. Còn đi theo không thiếu võ giả, số lượng lớn tất cả có hơn 10 người. Mười mấy người này bên trong, nửa bước phi thăng cảnh võ giả chiếm đại đa số phi thăng cảnh sơ kỳ võ giả, cũng có mấy vị, những võ giả này bên người, số đông. Bên cạnh đều đi theo đủ loại đủ kiểu hung thú, gặp qua thiếu chủ. Gặp qua kiều trưởng lão. Khói Nguyên Duy, viên kỳ lực cùng song hoành giật ba người, nghênh ra phủ đệ bên ngoài. Đối với cái kia thanh niên tráng kiện cùng bên người thanh niên tên kia phi thăng cảnh trung kỳ. Võ giả cung kính hành lễ nói. Tên này thanh niên tráng kiện chính là ngự thú tông thiếu chủ quế mục bên người hắn tên kia mắt như chim ưng lão giả nhưng là hắn cận vệ johan sóng mà bên người hắn cái kia hai đầu hung thú nhưng là lừng lẫy nổi danh lục dực hỏa vân sư cùng kim tình linh báo những thứ này nghi thức xã giao liền miễn đi thanh niên tráng kiện quế mục khoát tay áo nói lão khối ta thế nhưng là thu đến tin tức của ngươi lúc này mới vội vàng từ bắc châu chạy tới tin tức của ngươi có thể là thật quế Mục quay đầu nhìn Khoái Nguyên Di nói: "Lại chuyện này, Khoái mẫu há lại dám lừa gạt thiếu chủ?" Khoái Nguyên Di có chút trịnh trọng nói: "Nếu như là người khác nói mà nói, ta còn không dám chắc chắn. Cũng chính là ngươi lão Khoái tin tức, ta mới tin tưởng, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta." Quế Mục đưa tay vỗ vỗ Khoái Nguyên Di bả vai, vừa cười vừa nói: "Bất quá thiếu chủ tiểu tử kia bên cạnh, mặc dù đích xác có hai đầu có viễn cổ dị thú huyết mạch viễn cổ di chủng thế nhưng tiểu tử lai lịch bí ẩn thực lực không kém liền thiết sơn tông tông chủ bằng ngang đều tại tiểu tử kia thủ hạ cắm ngã nhào một cái mang theo không dưới 10 tên phi thăng cảnh cao thủ đi qua tập kích tiểu tử kia kết quả chỉ có bằng ngang tự mình một người trốn ra được cơ hồ toàn quân bị diệt cho nên nếu như thiếu chủ thật muốn đi tìm tiểu tử kia đòi hỏi cái kia hai đầu dị thú mà nói vẫn là phải cẩn thận một điểm cho thỏa đáng khoái nguyên di trần chờ một chút nhắc nhở lão khối người quá lo lắng đạo minh các đại trong thế lực có cái nào một vài đại nhân vật ta còn không rõ ràng sao căn bản là chưa nghe nói qua có một nhân vật như vậy tiểu tử kia đoán chừng là gặp vận may được cái gì đại cơ duyên dế nhũi mà thôi chuyện phương diện này ngược lại là không cần lo lắng đến nỗi thiết sơn tông tông chủ bằng ngang loại này rác rưởi có thể cùng bổn thiếu chủ so sánh sao, Quế? Mục trên mặt lộ ra mấy phần vẻ châm chọc nói, bằng ngang cái loại mặt hàng này. Hắn một cái tay đều có thể đem hắn cho bóp chết. Đi, phía trước dẫn đường, theo ta đi qua một chuyến, Quế. Mục vung tay lên nói, nghe được Quế Mục dạng này, một bên song hoành giật. Rất là tích cực chạy lên đến đây, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng nói, thiếu chủ, xin mời đi theo ta. Đợi nhiều ngày như vậy, hắn cuối cùng đợi đến cơ hội này, có thiếu chủ tự thân xuất mã. Tiểu Súc Sinh kia tuyệt đối khó thoát một kiếp, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy. Vũ Minh Nham phủ đệ phương hướng bay đi. Một màn này, lập tức kinh động đến toàn bộ Vũ Minh Hoàng thành vô số võ giả, Ngự thú tông thiếu. Chủ Quế Mục vốn chính là đạo minh bên trong, đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Hắn đi tới Vũ Minh trong hoàng thành, vốn là đã hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý. Bây giờ, hắn còn mang theo như thế đông đảo ngự thú tông cao thủ, đi tới Vũ Minh Nham phủ đệ. Chuyện này, là phi thường oanh động, Vũ Minh Hoàng Cung, ngự thư phòng. Bệ hạ, ngự thú tông thiếu chủ quế mục, mang theo đại lượng cao thủ. Đi tới hai hoàng tử điện hạ phủ đệ phương hướng đi, chuyện này. Chúng ta muốn hay không nhúng tay, âm, thầm cái kia một đạo bóng tối, đối với Vũ Minh Hoàng đế Vũ Minh cầm cung kính thi lễ một cái. Cung kính hỏi. Vũ Minh cẩm nghe vậy, hắn nhìn chằm chằm tình huống bên kia nhìn ra ngoài một hồi. Thật lâu không nói gì, thật lâu đi qua, hắn mới lên tiếng nói, không cần phải để ý đến. Nhìn xem chính là thế nhưng là, đạo bóng mở kia còn muốn nói điều gì? Chậm đã nói, chuyện này không cần phải để ý đến, Vũ. Minh cẩm nhấn mạnh, nói mà không có biểu cảm gì đạo, là bệ hạ. Nghe được Vũ Minh cẩm lời này, đạo bóng mở kia cũng chỉ đành đáp ứng một tiếng, lui xuống vũ minh cẩm nhìn xem vũ minh nham phủ đệ phương hướng ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ cân nhắc hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái kia thiếu niên áo xanh đến tột cùng là thần thánh phương nào cái kia thiếu niên áo xanh đi tới vũ minh hoàng thành lâu như vậy thế mà không có bất kỳ người nào biết lai lịch của hắn ngày đó bàng ngang mang theo thiết sơn tông cao thủ dạ tập vũ minh nham phủ đệ cơ hồ toàn quân bị diệt sự tình cũng không người nào biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì thiết sơn tông tông chủ bàng ngang kể từ trốn ra được sau đó liền một mực trốn ở trụ sở bên trong của huyền vụ phủ không ra hơn nữa nửa điểm phong thanh cũng không có lộ ra cho nên mặc dù xảy ra nhiều chuyện như vậy cái kia thiếu niên áo xanh nội tình lại như cũ vân già vụ nhiễu không có bất kỳ người nào biết lai lịch của hắn sâu cạn liền toàn bộ vũ minh nham phủ đệ, bây giờ đều lộ ra vô cùng thần bí. Mà vũ minh nham, bây giờ cũng rất giống là quyết tâm, muốn đi theo cái kia thiếu niên áo xanh. Một con đường đi đến đen, liền hắn cái này vũ minh hoàng đế năm lần bảy lượt mà triệu kiến. Vũ minh nham đều từ đầu đến cuối kiếm cớ từ chối. Quả thực là không bước ra phủ đệ của mình một bước. Đối với chuyện này, Vũ Minh cầm tâm bên trong cũng là cực kỳ nén giận, trước đó hắn ra lệnh một tiếng vũ minh nham nào dám nửa điểm làm cháy nhưng là bây giờ cái này nhiệt tử bàng thượng chỗ dựa lại là cánh cứng cáp rồi ngay cả mệnh lệnh của hắn cũng dám trực tiếp kháng cự bây giờ tất nhiên ngự thú tông thiếu chủ quế mục tự mình xuất động đi tìm cái kia thiếu niên áo xanh phiền phức hắn tự nhiên mừng rỡ xem kịch lấy quế mục cao thủ như vậy ra tay hắn cũng không tin cái kia thiếu niên áo xanh còn có thể giấu được chính mình nội tình cái kia thiếu niên áo xanh đến tột cùng là lai lịch gì hôm nay liền sẽ hoàn toàn hiểu vũ minh hoàng thành huyền vụ phủ trụ sở trúc đại công tử nghe nói ngự thú tông thiếu chủ tự mình đi tới vũ minh nham phủ đệ tìm cái kia họ sở phiền toái chúng ta có hay không muốn đi qua xem kịch vũ minh vương triều đại hoàng tử vũ minh uy đối với trúc mân hưng phấn mà nói ân người theo tới xem đem tình huống tùy thời hướng ta hồi báo trúc mân khoát tay áo nói ách Chúc đại công tử không đi sao, Vũ Minh uy nghe vậy, không khỏi có chút trần chờ hỏi. Tốt như vậy xem kịch cơ hội, chúc Mân thế mà cũng cam lòng bỏ lỡ. Trong lòng của hắn không khỏi hết sức không hiểu. mươi 3768 địa bảng 6 cường già. chúc Mân không phải là cùng cái kia họ sở có đại thù sao, nhìn thấy cái kia họ sở gặp rủi ro. Hắn đều chịu bỏ lỡ tốt như vậy hí kịch ta, thì không đi được ngươi đem tình huống hồi báo cho ta cũng giống như vậy Trúc. mân khoát tay áo nói tại cha hắn chúc rực rỡ đến trước đó hắn là hạ quyết tâm không ra huyền vụ phủ trụ sở một bước hắn đối với sở kiếm thu e ngại đã xâm nhập đến xương cốt của hắn bên trong trừ phi sở kiếm thu bị đánh chết hắn mới có thể chạy tới xem náo nhiệt bằng không chỉ cần sở kiếm thu còn sống hắn đều tuyệt đối không áp sát tới quế mục thì thế nào Quế mục thực lực ti mạnh, nhưng sở kiếm thu cũng không phải ăn chay. Nhất là, chúc mân thế nhưng là biết, sở kiếm thu cho tới bây giờ. Giống như đều chưa từng có động tới cửu long thần hỏa cháo hàng nhái đại sát khí như vậy. Hơn nữa, giống loại này cửu dai cực phẩm linh thạch pháp bảo, sở kiếm thu trong tay. Còn không hết cửu long thần hỏa cháo hàng nhái như vậy một kiện. Còn có một cái uy lực đồng dạng không tầm thường càn nguyên bảo vòng tay tại đẹp như tranh trong tay. Một khi đem sở kiếm thu ép tế ra như thế hai cái đại sát khí. Quế mục chưa chắc có thể ngăn cản được nếu là hắn áp sát tới xem náo nhiệt. Một khi sở kiếm thu đến lúc đó giết đỏ cả mắt. Vậy hắn thì tương đương với chính mình chủ động áp sát tới muốn chết. Đương nhiên, đây cũng không phải nói, sở kiếm thu nhất định liền sẽ thắng, quế mục thực lực. Cũng không phải đùa giỡn, hơn nữa, nghe nói tại trong tay quế mục cũng đồng dạng có một kiện uy lực phi thường to lớn trọng bảo huống hồ đi theo quế mục bên người còn có nhiều như vậy ngự thú tông cao thủ tổng thể tới nói vẫn là quế mục phần thắng càng lớn ách tốt a à, vũ minh uy nghe được chúc mân lời này không khỏi có chút bất đắc dĩ nói trong lòng của hắn không khỏi có mấy phần khinh bỉ cái này chúc đại công tử quả nhiên là một phế vật dù cho tu vi đột nhiên tăng mạnh vẫn là như thế không triển vọng, hắn hiện tại cũng đã có chút hối hận. Đi theo như thế một cái sợ hàng, thật sự sẽ có tiền đồ gì sao? Chúc mân đối với cái kia thiếu niên áo xanh e ngại. Đơn giản giống như chuột thấy mèo đồng dạng dựa vào hắn đi đối phó cái kia họ sở thiếu niên áo. Xanh, cái này thật sự thực tế sao? Nghĩ tới đây, Vũ Minh Uy trong lòng không khỏi ảo não không thôi, sớm biết trước đây liền không đi theo phế vật này lan lộn, bất quá, bây giờ lên phải thuyền giặc. Lại nghĩ xuống, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trúc Mân không đối phó được cái kia họ sở thiếu niên áo xanh, đối phó hắn. Vẫn là rất dễ dàng, Vũ Minh hoàng thành. Vũ Minh nham phủ đệ, đang nằm ở sở kiếm thu cửa gian phòng thôn thiên hồ. Đột nhiên ngẩng đầu hướng về trên bầu trời xa xăm nhìn lại, CMN. Đây là cái tình huống gì, nhiều cao thủ như vậy hướng về bên này bay tới. Đây là muốn đến gây chuyện, ở phía trước dẫn đường, là cái kia ngự thú tông mập mạp, mẹ nó. Đây là sự thực tới gây sự. Thôn thiên hổ thấy thế, lập tức vội vàng quay đầu chạy vào sở kiếm thu trong phòng. Thân hình lóe lên, tiến nhập hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai trong đất. Đi thông chi sở kiếm thu, một hồi đi qua, sở kiếm thu mang theo đẹp như tranh thôn thiên hổ cùng tiểu thanh điểu từ hỗn độn trí tôn trong tháp đi ra. Sở kiếm thu ngẩng đầu nhìn một mắt trên bầu trời xa xăm. Cái kia một sóng lớn hướng về bên này trùng trùng điệp điệp bay tới võ giả. Con mắt không khỏi hít lại, khá lắm, cái này đúng thật là không ngừng không nghỉ, vù vù. Xuyên lam bay lên cùng vũ minh nham, cũng cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Bọn hắn lúc này cũng không lo được bế quan tu luyện, nhao nhao từ trong phòng tu luyện bay ra cấp tốc đi tới sở kiếm thu bên người ngự thú tông thiếu chủ quế mục xuyên lam bay lên trong liếc mắt nhìn bầu trời xa xa bay tới cái kia một đợt võ giả nhìn thấy người cầm đầu diện mạo sau lập tức không khỏi một tiếng kinh hô xuyên lam bay lên người biết người kia sở kiếm thu nghe vậy quay đầu nhìn hắn hỏi chưa thấy qua nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh ngự thú tông thiếu chủ quế mục ta lại là nghe nói qua vô số lần bên cạnh hắn đi theo cái kia hai đầu hung thú rất dễ dàng nhận ra. Xuyên Lam bay lên nói, hắn rất mạnh, sở kiếm thu hỏi, rất mạnh. Xuyên Lam bay lên sắc mặt nghiêm túc nói, nghe nói. Hắn nhưng là từng có qua đã đánh bại phi thăng cảnh hậu kỳ võ giả kinh người chiến tích mạnh. Như vậy, sở kiếm thu nghe vậy, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi nói, nói như vậy. Hắn chẳng phải là so hứa hoành hồ cũng cường đại hơn nhiều lắm, hứa hoành hồ thực lực nhiều lắm là cũng chỉ có thể đánh bại phi thăng cảnh trung kỳ võ giả cùng phi thăng cảnh hậu kỳ võ giả so sánh vẫn có tranh lệch không nhỏ nhưng cái này gọi là quế mục ngự thú tông thiếu chủ lại có thể đánh bại phi thăng cảnh hậu kỳ cường giả thực lực này cường đại có thể tưởng tượng được công tử hoành hồ đạo tử tại trên địa bàn chỉ là bài danh thứ ba mười tên mà thôi nhưng mà ngự thú tông thiếu chủ quế mục lại là địa bảng xếp hạng thứ sáu cường giả tuyệt đỉnh. Hoành hồ đạo tử thực lực so với hắn vẫn có tranh lệch không nhỏ. Xuyên Lam bay lên cười khổ một tiếng nói, hơn nữa. Không chỉ mình thực lực của bản thân hắn cực mạnh liền bên người hắn cái kia hai đầu hung thú. Mỗi một đầu cũng có ngang hàng phi thăng cảnh hậu kỳ cường giả thực lực sở kiếm thu nghe nói như thế sắc mặt không khỏi có mấy phần ngưng trọng lên xem ra hôm nay thật đúng là phiền phức không nhỏ cũng may bây giờ vô luận là chính hắn vẫn là đẹp như tranh thôn thiên hổ tiểu thanh điều thậm chí là vũ minh nham cùng xuyên lam bay lên thực lực cũng đã tăng lên trên diện rộng bằng không nếu là vừa tới vũ minh hoàng thành thời điểm gặp phải trước mắt một màn này hắn thật đúng là không chắc chắn có thể đủ ứng phó được bây giờ, đẹp như tranh, thôn thiên hổ cùng tiểu thanh điểu. Cũng đã đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh, ba người bọn họ mỗi một người thực lực. Kỳ thực đều so hứa hoành hồ cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, cái này là chỉ so với mấy năm trước hứa hoành hồ cường đại hơn nhiều. Hứa hoành hồ cô nương kia võ đạo thiên phú không kém. Lại tăng thêm chính mình cho nàng mười khỏa sáp nhập vào hoang cổ đại lục nước suối đan dược bây giờ khoảng cách cùng hứa hoành hồ bên trên lần phân biệt đã lại qua hơn mấy năm thời gian lấy cô nương kia võ đạo tư chất mấy năm qua này nghĩ đến thực lực cũng sẽ không chú bộ không tiến tiểu dương tử ngươi cũng quá dài người khác uy phong không phải liền là vài tên chỉ là nửa bước phi thăng cảnh võ giả sao cùng cảnh giới bên trong hổ ra còn không có từng sợ ai dám đến trêu chọc ta lão đại tới một cái hổ ra diệt một cái thôn thiên hồ nghe vậy lập tức liếc qua xuyên lam bay lên giọng ồm ồm mà nói thôn thiên hồ nói không sai binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn tất nhiên đối phương tìm tới cửa vậy liền hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn một phen chính là sở kiếm thu cũng là mỉm cười nói thực lực của đối phương mặc dù cường đại nhưng cũng còn không đến mức cường đại đến tình cảnh để cho sở kiếm thu e ngại Đối phương nắm giữ ngang hàng phi thăng cảnh hậu kỳ cường giả thực lực, nhưng mà đẹp như tranh. Thôn Thiên Hổ cùng Tiểu Thanh Điều bây giờ, thực lực cũng tương tự không kém. Đẹp như tranh, thôn Thiên Hổ cùng Tiểu Thanh Điều. Mặc dù không có cùng chân chính phi thăng cảnh hậu kỳ võ giả giao thủ qua. Nhưng sở kiếm thu tin tưởng, trong bọn họ mỗi một người thực lực. Kỳ thực đều không kém gì tầm thường phi thăng cảnh hậu kỳ cường giả. mươi 3769 ra tay lấy quế mục cầm đầu một đoàn người. Rất nhanh liền bay đến Vũ Minh Nham trên tòa phủ đệ khoảng không, tiểu. Xúc sinh, nhìn thấy chúng ta ngự thú tông thiếu chủ đại giá quang lâm. Các ngươi còn không quỳ xuống đất dập đầu chào đón, là muốn chết sao? Cái kia mập mạp xong hoành giật nhìn phía dưới sở kiếm thu bọn người. Lớn tiếng phẫn nộ quát, bây giờ có quế mục ở một bên chỗ dựa, hắn có cáo mượn oai hùm sức mạnh. Tự nhiên đối với sở kiếm thu không còn e ngại hôm nay hắn phải thật tốt tìm về ngày đó kém chút bị sở kiếm thu đánh chết khoản tiền kia hảo hảo mà mở mày mở mặt một phen mập mạp đêm hôm đó công tử tha cho ngươi một cái mạng tha ngươi một mạng ngươi không trong lòng còn có cảm kích bây giờ ngược lại chó cậy gần nhà ca cậy gần chuồng chạy tới công tử trước mặt sủa loạn ngươi cũng thực quá không nhìn được tốt xấu xiên lam bay lên nghe được mập mạp này ngông cuồng như thế lời nói lập tức lập tức nhịn không được chế diễu lại đạo quế mục tên tuổi tuy lớn. Đối với ngự thú tông như thế đại trận trận chiến mà giết đến tận cửa. Trong lòng của hắn cũng đích xác rất sợ. Nhưng mà vô luận như thế nào, hắn bây giờ cũng là sở kiếm thu tiểu đệ tiểu đệ. Nhận qua sở kiếm thu cực lớn ân tình, nhìn thấy mập mạp này thế mà ngông cuồng như thế. Hắn tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Xem như tiểu đệ, vậy dĩ nhiên là phải có làm tiểu đệ giác ngộ đối với loại này sung phong chửi mắng việc. Hắn tự nhiên là nghĩa bất dung từ, đến nỗi đắc tội ngự thú tông sau đó, kết quả sẽ như thế nào? Hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Ngược lại tính mạng của hắn, cũng là sở kiếm thu cứu, cùng lắm thì. Chính là đem cái mạng này giao ra, coi như báo đáp sở kiếm thu ân tình, xuyên. Làm bay lên, ngươi thực sự là thật to gan, tại trước mặt thiếu chủ. Ngươi lại dám càn rỡ như thế, ngươi là muốn chết sao? song hoành giật nghe được xuyên lam bay lên lời này lập tức giận tím mặt đạo cát hù dọa ai đây lão tử cái mạng này ngay ở chỗ này ngươi có bản lãnh liền đến cầm xuyên lam bay lên khinh thường nói hừ xuyên lam bay lên ngươi hôm nay chết chắc không chỉ mình ngươi hôm nay sẽ chết định liền phía sau ngươi xuyên lam vương triều đều chết chắc song hoành giật nhìn chằm chằm xuyên lam bay lên sắc mặt dữ tợn kêu lên nghe được song hoành giật lời này xuyên lam bay lên sắc mặt không khỏi khẽ biến song hoành giật lời này rõ ràng lập tức liền đánh chúng vào hắn điểm yếu chính hắn cũng không sợ chết ngược lại trên giang hồ sông Sáu, hắn đã sớm đem sinh tử không để ý qua nhiều năm như vậy hắn kinh nghiệm phong hiểm cũng không ít có thể sống cho tới hôm nay đã coi như là kiếm lời nhưng mà hắn lại là rất sợ liên lụy tộc nhân của mình song hoành giật nhìn thấy xuyên lam bay lên trên mặt biến sắc, lập tức dương dương đắc ý nói, như thế nào? Sợ, sợ mà nói, liền ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu. Nếu là có thể chiếm được thiếu chủ của chúng ta niềm vui. Chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ha ha, đường đường ngự thú tông. Cũng chỉ còn lại có uy hát yêu ta nhà khác người điểm ấy hạ lưu mánh khóe. Các người ngự thú tông, còn quả nhiên là một bầy gà minh cẩu trộm, hèn hạ vô sỉ âm hiểm bẩn thiểu tiểu nhân không phải làm loại kia che mặt cản đường đánh cướp hoạt động chính là làm loại này lần yếu sợ mạnh phá sự ta xem các người ngự thú tông dứt khoát đổi tên gọi ngự cầu tông ngự kê tông tốt sở kiếm thu nhìn đối diện những cái kia ngự thú tông võ giả một mắt cười lạnh một tiếng nói lão đại bọn hẳn những thứ rác rưởi này cho dù là ngự cầu tông ngự kê tông danh hào cũng đã xem như cất nhắc bọn họ chân chính có cốt khí gà chó, nơi nào sẽ cam tâm bị loại này rác rưởi tới ngự sử ta nhìn. Đổi tên là ăn trộm gà tông, trộm chó tông, càng thêm thỏa đáng một chút. Thôn thiên hổ nghe vậy, lập tức lên tiếng phụ họa nói, ân. Có đạo lý, đích thật là ăn trộm gà tông, trộm chó tông, thích hợp hơn một chút, sở. Kiếm thu rất tán thành gật gật đầu nói. Nghe được sở kiếm thu cùng thôn thiên hổ cái này kẻ sướng người họa trên bầu trời tất cả ngự thú tông võ giả cũng không khỏi nhao nhao biến sắc lớn. Mật cuồng đồ, thế mà dám can đảm như thế nhục ta ngự thú tông, tiểu. Xúc sinh, ngươi hôm nay chết chắc. Tiểu tạp chủng, lên tiếng kiêu ngạo như thế, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi, thiếu. Chủ, để cho ta xuất mã, diệt cái này càn rỡ vô cùng tiểu xúc sinh, một. Đám ngự thú tông võ giả, nhao nhao vô cùng phẫn nộ phẫn nộ quát. Nhìn thấy một màn này, quế mục tay giơ lên. Già hiệu đám người yên tĩnh, vị này Ngự Thú Tông thiếu chủ tại mọi người bên trong uy vọng. Rõ ràng cực cao, nhìn thấy hắn thủ thế, vốn đang đang giận phẫn vô cùng Ngự Thú Tông võ giả. Nhao nhao yên tĩnh trở lại. Tiểu tử, lá gan ngươi đủ lớn, biết rõ chúng ta là Ngự Thú Tông người. Ngươi thế mà đều dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Nhục ta Ngự Thú Tông, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy. Là đang đối với chúng ta toàn bộ Ngự Thú Tông khiêu khích quế mục nhìn chằm chằm sở kiếm thu gằn từng chữ nói ha ha thì tính sao các ngươi trộm cắp tông rất đáng gờm sao chỉ cho phép các ngươi dối trên môn tới thì không cho ta phản kích sở kiếm thu cười lạnh một tiếng nói ngươi cho rằng bằng vào các ngươi trộm cắp tông tên tuổi liền có thể hù dọa ta để cho ta ngoan ngoãn đầu hàng tùy ý các ngươi nắm như vậy thật xin lỗi để các ngươi thất vọng hắn không muốn đi chủ động gây chuyện nhưng lại không có nghĩa là hắn sợ phiền phức tất nhiên phiền phức cũng đã tìm tới cửa còn muốn ăn nói khép nép mà ra vẻ đáng thương đó cũng không phải là hắn sở kiếm thu tác phong hắn duy nhất chuyện cần phải làm chính là đối với địch đến đón đầu thống kích chỉ có lấy bạo chế bạo lấy sát ngăn sát đem đối phương để đùa mới có thể để những cái kia lòng mang ý đồ xấu chi đồ không còn dám tới trêu chọc hắn tiểu xúc sinh đã ngươi tự tìm chết vậy cũng chờ oán thủ hạ ta vô tình, bổn thiếu chủ ngược lại là phải xem. Người rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Quế mục nhìn chằm chằm sở kiếm thu, trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, lạnh giọng nói. Nói xong, hắn lật tay vỗ, một trưởng hướng sở kiếm thu vỗ tới, một bàn tay lớn che trời trống. Rỗng xuất hiện, mang theo khó có thể tưởng tượng uy áp kinh khủng. Hướng về sở kiếm thu quay đầu vỗ xuống đi đứng tại sở kiếm thu bên người đẹp như tranh, nhìn thấy một màn này. Không chút do dự một kiếm vung ra, hướng về cái kia già thiên đại thủ bổ tới, lăng lệ vô cùng kiếm quăng, phá vỡ trường không. Hướng về cái kia già thiên đại thủ nghênh đón tiếp lấy, ẩm ẩm. Cả hai chạm vào nhau, cuồng bạo vô cùng gợn sóng năng lượng. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, ngay tại hai người giao thủ một khắc này vũ minh hoàng thành trên thiên mạc chợt một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Đem vũ minh nham phủ đệ không gian chung quanh bao phủ. Lại là vũ minh vương triều, ra tay điều động hộ thành đại trận đem một khối này khu vực. Cho ngăn cách đối với ngự thú tông cùng sở kiếm thu song phương mâu thuẫn. Vũ minh vương triều không muốn nhúng tay. Nhưng mà bọn hắn cũng không dám thuần túy khoanh tay đứng nhìn vũ minh hoàng thành bốn phía thế nhưng là có số lớn không gian thông đạo vũ minh hoàng thành mặc dù bởi vì có trọng trọng đại trận bao phủ uy áp cực kỳ trầm trọng không gian cũng cực kỳ củng cố nhưng mặc quế mục cùng sở kiếm thu hai bên này thực lực đều cực kỳ cường đại một khi song phương thật sự đại chiến đưa tới chiến đấu uy thế còn dư là rất có thể sẽ lan đến gần những cái kia không gian thông đạo Chương 3770 thiếu ra sự tình chính là ta sự tình. Một khi chiến đấu này uy thế còn dư, tác động đến những cái kia không gian thông đạo, gây nên những cái kia không gian thông đạo đổ sụp đến lúc đó. Bọn hắn toàn bộ Vũ Minh Hoàng thành đều phải gặp nạn. Ở đó không gian thông đạo đổ sụp, đưa tới không gian loạn lưu phía dưới. Toàn bộ Vũ Minh Hoàng thành cũng có thể trực tiếp bị không gian phong bạo nuốt chửng lấy đi cho dù bọn họ may mắn có thể trốn được một mạng sau đó cũng tất nhiên sẽ lọt vào đạo minh nghiêm trị cho nên dù cho vũ minh vương triều lại nghĩ xem kịch bọn hắn cũng không dám hoàn toàn trí thân sự ngoại khi nhìn thấy bên này đại chiến sắp bọc phát vũ minh vương triều cuối cùng không còn dám chần chờ lập tức điều động hộ thành đại trận đem phiến khu vực này cho triệt để ngăn cách ra Vũ Minh Vương Triều hộ thành đại trận uy lực phi thường cường đại, một khi toàn diện mở ra. Cho dù là thiên diễn cảnh cường giả, đều khó mà dễ dàng công phá. Bây giờ mặc dù cũng không phải hộ thành đại trận toàn diện mở ra, mà chỉ là điều động bộ phận uy năng, nhưng mà hình thành phòng ngự quang cháo kiên cố. Cũng hoàn toàn đủ để tiếp nhận phi thăng cảnh đỉnh phong cường giả chiến đấu. Đã như thế, dù cho quế mục cùng sở kiếm thu song phương, lại như thế nào chiến đấu? cũng rất khó tác động đến địa phương khác. Trên bầu trời, già thiên đại thủ cùng kiếm quang bén nhọn chạm vào nhau, cuối cùng. Cái kia già thiên đại thủ bị kiếm quang bổ ra, mà đạo kiếm quang kia. Cũng đồng dạng bị cái kia già thiên đại thủ cho đập tan, lần này giao phong. Lại là cân sức ngang tài. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều chấn kinh, nhất là ngự thú tông bên kia võ giả. Càng là lộ ra khó có thể tin thần sắc, làm sao có thể thiếu nữ này làm sao có thể ngăn cản được quế mục nhất kích. Mặc dù quế mục một phát vừa rồi ra tay, cũng không có tác dụng toàn lực. Nhưng cho dù là bình thường phi thăng cảnh trung kỳ võ giả, đều khó có khả năng dễ dàng tiếp được tới. Lại càng không cần phải nói là nửa bước phi thăng cảnh võ giả. Phải biết, quế mục thế nhưng là địa bảng xếp hạng thứ sáu cường giả tuyệt đỉnh. Ngoại trừ những cái kia đồng dạng danh liệt địa bảng trước mười tuyệt thế thiên kiêu ai có thể tại cùng cảnh giới phía dưới, tranh tài cùng hắn. Nhưng bây giờ, cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu nữ. Lại là dễ dàng tiếp nhận quế mục nhất kích hơn nữa. Còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, quế mục nhìn thấy một màn này. Trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn vô cùng thần sắc. Hắn trên dưới quan sát một cái đẹp như tranh, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ? Người là thiên phượng cung thiếu cung chủ thiếu nữ này vừa rồi bổ ra một kiếm kia hắn liếc mắt liền nhìn ra là thiên phượng cung võ học thiên phượng trong cung phi thăng cảnh phía dưới võ giả theo lý thuyết không có ai có thể làm được một bước này cho dù là võ đạo thiên phú cực kỳ xuất chúng vũ lăng băng cũng tương tự không có khả năng dễ dàng đón lấy hắn một trưởng này duy nhất có có thể làm đến bước này chỉ có vị kia đại danh đỉnh đỉnh thiên phượng cung thiếu cung chủ không tệ ta là Đẹp như tranh nghe vậy, cũng không có phủ nhận, gật đầu một cái nói. Nghe được đẹp như tranh lời này, những cái kia ngự thú tông võ giả, lần nữa một hồi xôn xao. Nhất là khoái nguyên duy, viên kỳ lực cùng song hoành giật ba người. Trong mắt càng là lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Cái kia mập mạp song hoành giật thân thể mập mạp lập tức run giống cái sang. Cơ thể như nhũn ra, suýt nữa cầm giữ không được thân hình, từ trên bầu trời rơi xuống hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sở kiếm thu bên người tên kia thiếu nữ thần bí lại là đại danh đỉnh đỉnh thiên phượng cung thiếu cung chủ hơn nữa vị này thiên phượng cung thiếu cung chủ thực lực còn mạnh mẽ hơn đến mức độ đáng sợ như vậy lại có thể cùng quế mục phân cao tháp nếu như đêm hôm đó vị này thiên phượng cung thiếu cung chủ đối với bọn hắn xuất thủ không chỉ mình là hắn cho dù là khoái nguyên duy cùng viên kỳ lược cũng tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi vũ minh nham phủ đệ, càng là hồi tưởng chuyện. Này, trong lòng của hắn thì càng sợ không thôi. Chẳng những là trong lòng của hắn hồi hộp tới cực điểm, khoái nguyên duy cùng viên kỳ lược. Cũng đồng dạng tốt hơn hắn không đến đi đâu, mặc dù khoái nguyên duy cùng viên kỳ lược. Không có giống song hoành giật biểu hiện như vậy không chịu nổi. Nhưng lúc này cũng đồng dạng mặt như màu đất. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn có thể sống cho tới hôm nay còn thật không là bình thường phúc lớn mạng lớn, bọn hắn lại dám đi dạ tập có thiên phượng cung. Thiếu cung chủ vị trí, thật đúng là người không biết không sợ. Bất quá, giống như hơn một năm phía trước, vị này thiên phượng cung thiếu cung chủ. Còn không có đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh, mà vẫn là tại đại thông huyền cảnh đỉnh phong. Nói như vậy, vị này thiên phượng cung thiếu cung chủ, đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh. Cũng chính là tại gần nhất trong vòng một năm này sự tình đột phá nửa bước phi thăng cảnh mới ngắn ngủi một năm này thời gian. Nàng thế mà liền nắm giữ đáng sợ như vậy chiến lực dạng này võ đạo thiên phú. Quả thực làm cho người chấn động vô cùng, thiếu cung chủ, bội phục. Thiếu cung chủ võ đạo thiên phú chỉ yêu nghiệt, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Quế mục nhìn xem tên kia dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, nhịn không được tán thán nói. Vị này thiên phượng cung thiếu cung chủ tốc độ tu luyện, coi là thật gọi là vô tiền khoáng hậu lấy chỉ là không đến trăm năm năm tháng tu luyện. Thế mà liền tu luyện đến nửa bước phi thăng cảnh. Cái này cho dù là hắn loại này địa bảng thứ sáu võ đạo thiên kiêu. Cũng không thể không từ đáy lòng bội phục bây giờ địa bảng trước mười võ đạo thiên kiêu bên. Trong, cho dù là tốc độ tu luyện nhanh nhất cũng phải tốn hao hai, ba trăm năm. Mới có thể tu luyện tới nửa bước phi thăng cảnh. Nghe được quế mục lời này, đẹp như tranh giữ im lặng, chính nàng tình huống nàng là lại biết rõ rành rành nàng có thể có hôm nay hết thảy đều là thiếu gia ban cho nếu không phải là thiếu gia nàng không cần nói cái gì võ đạo thiên phú căn bản chính là một cái không thể tu luyện phàm tục chính là bởi vì thiếu gia dùng hắn tự thân huyết mạch cải biến thể chất của nàng để cho nàng đã thức tỉnh thiên phượng huyết mạch mới khiến cho nàng đi tới hôm nay hơn nữa nàng có thể nhanh như vậy tu luyện tới nửa bước phi thăng cảnh cũng toàn bộ là bởi vì thiếu ra cái kia thần diệu đến không thể tưởng tượng nổi tài nguyên tu. Luyện sở trí, thiếu cung chủ, hôm nay việc này, là ta cùng tiểu xúc sinh này sự tình. Mong rằng thiếu cung chủ không nên nhúng tay. Quế mục nhìn vào vẽ nói, thiên phượng cung tốt xấu là năm đại tông môn một trong, hơn nữa. Nghe nói gần nhất mười mấy năm, thiên phượng cung tốc độ phát triển rất là cấp tốc. Thiên phượng cung chủ, cũng đã đột phá đến nửa bước thiên diễn cảnh vị này thiếu cung chủ vô luận là thân phận địa vị vẫn là võ đạo thiên phú đều nửa điểm không kém gì hắn cái này ngự thú tông thiếu chủ cho nên quế mục cũng không nguyện ý cùng vị này thiên phượng cung thiếu cung chủ nổi lên va chạm thiếu ra sự tình chính là ta sự tình chỉ cần có ta tại người liền mơ tưởng làm tổn thương ta thiếu ra nửa phần đẹp như tranh theo dõi hắn giọng kiên định nói hôm nay quế mục không so với phía trước khoái nguyên di bọn người cùng tiết sơn tông tông. Chủ bàng ngang, thân phận địa vị của hắn quá cao, hơn nữa, bên người hắn võ giả. Số lượng cũng quá nhiều quá cường đại. Đối mặt như thế uy hát yêu ta, nàng nhất định phải lộ ra chính mình thân phận. Để cho quế mục làm việc có chỗ kiêng kỵ, cái này cũng là nàng hôm nay. Đối mặt quế mục công kích thứ nhất đứng ra nguyên nhân, nàng không muốn để cho thiếu gia chịu đến dù là một điểm tổn thương sở kiếm thu thực lực như thế nào nội tình như thế nào nàng và sở kiếm thu ở chung được lâu như vậy cũng là có nhất định hiểu rõ lấy sở kiếm thu thực lực cùng nội tình tất nhiên không sợ quế mục nhưng mà song phương một khi bộc phát đại chiến rất có thể lại là một cái lưỡng bại câu thương hạ tràng cho nên nàng là muốn thông qua lộ ra chính mình thân phận để cho quế mục biết khó mà lui Cuộc chiến đấu này có thể tránh, liền tận lực tránh, chờ thêm một đoạn thời gian. Thiếu gia thực lực tiến thêm một bước, đến lúc đó lại đối mặt Quế Mục mà nói. Ắt có niềm tin hơn nhiều. Chương 3771 tiến công. Quế Mục nghe được đẹp như tranh lời này, lập tức không khỏi sững sờ, hắn chỉ vào sở kiếm thu. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi, ngươi vừa rồi gọi tiểu tử này cái gì? thiếu gia không tệ hắn là ta thiếu gia đẹp như tranh gật đầu một cái nói đẹp như tranh lời này vừa ra tại ngự thú tông trong đám người không khỏi nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng bọn hắn nhìn xem sở kiếm thu trong mắt cũng không khỏi lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc cái gì cái này khu khu tiểu thông huyền cảnh trung kỳ sâu kiến lại là thiên phượng cung thiếu cung chủ thiếu gia mẹ nó tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch gì, quế mục nghe được đẹp như tranh lời này. Sắc mặt lại là không khỏi khó coi vô cùng, cái này khu khu tiểu thông huyền cảnh trung kỳ sâu. Kiến, có tư cách gì, để cho thiên phượng cung thiếu cung chủ dạng này võ đạo thiên kiêu. Gọi hắn thiếu ra, giờ khắc này, quế mục trong lòng. Đơn giản ghen ghét đến như muốn phát cuồng, đối với vị này thiên phượng cung thiếu cung chủ đạo minh tuổi trẻ anh tuấn vị kia không trong lòng còn có ngưỡng mộ vô số đạo minh tuổi trẻ thiên tài đều xem vị này thiên phượng cung thiếu cung chủ vì tình nhân trong mộng một trong tam đại viễn cổ thế gia thế gia thẩm gia thiên kiêu thẩm tích hàn thiên âm tông thiếu tông chủ lạc vân âm thiên phượng cung thiếu cung chủ sở đẹp như tranh đạo minh đạo tử hứa hoành hồ được vinh dự đạo minh thế hệ trẻ tứ đại mỹ nhân mấy vị này dung mạo cùng thiên phú cũng là tuyệt cao thiên tri kiêu tử là vô số đạo minh trẻ tuổi anh tuấn đều điên cuồng theo đuổi mấy vị tuyệt đại giai nhân cái này tuổi trẻ anh tuấn bên trong tự nhiên cũng bao quát quế mục ở bên trong mà đạo minh thế hệ trẻ tứ đại mỹ nhân bên trong lại lấy thiên phượng cung thiếu cung chủ sở đẹp như tranh cùng đạo minh đạo tử hứa hoành hồ được hoan nghênh nhất bởi vì thẩm gia thiên kêu thẩm tích hàn cùng thiên âm tông thiếu chủ lạc vân âm. Hai vị này cách người bình thường, thực sự quá xa. Không chỉ là bình thường trẻ tuổi anh Tuấn không dám hy vọng xa vời. Liền địa bảng xếp hạng trước 10 tuyệt thế thiên tài, đối với hai vị này. Cũng không lớn dám hy vọng xa vời. Bởi vì hai vị này, cũng là trên địa bảng cường giả tuyệt đỉnh, nhất là thầm tích hàn. Đây chính là địa bảng xếp hàng thứ hai tuyệt thế yêu nghiệt hơn nữa nàng cái này địa bảng thứ hai còn là bởi vì ra tay số lần ít làm người tương đối là ít nổi danh không có cùng địa bảng đệ nhất mục chữ nghi ngờ chính thức đã giao thủ duyên cớ có rất nhiều người thậm chí bởi vì nàng thực lực cũng không tại địa bảng đệ nhất mục chữ nghi ngờ phía dưới yêu nghiệt như vậy tuyệt thế thiên kiêu ai dám hy vọng xa vời cũng liền vị kia đồng dạng yêu nghiệt thiên chi kiêu tử địa bảng đệ nhất mục chữ nghi ngờ mới xứng với nàng cho nên đối với thẩm tích hàn tầm thường trẻ tuổi anh tuấn cũng chỉ dám trong lòng còn có ngưỡng mộ mà không dám động mày may ý đồ xấu bọn hắn chân chính dám theo đuổi trên thực tế cũng chỉ có hai người một cái là thiên phượng cung thiếu cung chủ sở đẹp như tranh một cái là đạo minh đạo tử hứa hoành hồ mà bây giờ quế mục thế mà nghe được vị này đạo minh thế hệ tuổi trẻ tứ đại mỹ nhân một trong thiên phượng cung thiếu cung chủ gọi một cái chỉ là tiểu thông huyền cảnh trung kỳ sâu kiến thiếu ra trong lòng của hắn chi lòng đố kỵ đến tột cùng đến mức nào có thể tưởng tượng được ở trong lòng cái kia hừng hực lửa giận đốt cháy phía dưới quế mục khuôn mặt cũng đã có chút giữ tận bóp méo ha 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 tiểu xúc sinh ngươi lại dám lừa gạt thiên phượng cung thiếu cung chủ gọi ngươi thiếu ra ngươi thực sự là thật to gan bản thiếu hôm nay liền thế thiên phượng cung đem ngươi cái này ô nhục thiên phượng cung danh tiếng tiểu tạp chủng cho thanh trừ hết quế. Mục đột nhiên ngửa mặt lên trời ha ha cười nói, trong tiếng cười, tràn đầy điên cuồng. Lên, đem ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ thiếu cung chủ, giết hết tất cả. Một tên cũng không để lại, quế mục sắc mặt giữ tợn đối với bên người những cái kia ngự thú tông. Võ giả quát lên, nói xong, quế mục bàn tay xòe ra, hai thanh bí đỏ đại trùy xuất hiện ở hai bên người hắn trong hai tay, hai tay của hắn vung lên. Hai thanh đại trùy chợt biến lớn, giống như hai ngọn núi lớn giống như hướng về sở kiếm thu đập xuống. Những cái kia ngự thú tông võ giả nhận được quế mục chỉ lệnh. Cũng nhào nhào đối với phía dưới phương sở kiếm thu bọn người, phát động công kích. Đẹp như tranh nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi một mảnh mờ mịt vì cái gì nàng cũng đã lộ ra chính mình thân phận, bọn hắn còn không chịu bỏ qua. Nhìn thấy quế mục mấy người ngự thú tông võ giả phát động tiến công. Sở trong tay kiếm thu kết động một cái pháp quyết, khẽ quát một tiếng, tật theo. Tiếng quát của hắn vang lên, một cái năng lượng to lớn lồng ánh sáng. Đem vũ minh nham toàn bộ phủ đệ, đều bao phủ ở bên trong, ầm ầm Quế mục hai thanh đại trùy, nện ở trên lồng ánh sáng năng lượng khiến cho toàn bộ phòng ngự đại trận lồng ánh sáng năng lượng đều phát sinh một hồi kịch liệt vô cùng lay động bất quá cái này năng lượng lồng ánh sáng mặc dù bị đánh lung lay sắp đổ lại cuối cùng vẫn là đem quế mục lần công kích này cho ngăn cản xuống đẹp như tranh chớ ngẩn ra đó dưới loại tình huống này cũng không thể phân tâm sở kiếm thu đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng ôn nhu nói tiểu nha đầu này vẫn là quá ngây thơ rồi một chút cho là mình quang minh thân phận liền có thể dọa lùi quế mục nếu như là những người khác nàng một chiêu này có lẽ còn có thể có hiệu quả nhưng mà quế mục dù sao cũng là ngự thú tông thiếu chủ thân phận địa vị nửa điểm cũng không yếu nàng vị này thiên phượng cung thiếu cung chủ như thế nào có thể sẽ bị tên tuổi của nàng dọa cho lui đâu thiếu ra ta có phải hay không đem sự tình khiến cho càng thêm không xong đẹp như tranh ánh mắt có mấy phần mờ mịt lại có mấy phần khổ sở nói có vẻ như nàng lần này có chút giúp ngược lại tiểu nha đầu không nên nghĩ nhiều như vậy sở kiếm thu nhìn xem nàng an ủi tất nhiên đối phương như thế đại trận trận chiến mà tìm tới cửa vốn là không thể lại từ bỏ ý đồ người vô luận ra không ra mặt cuối cùng kết quả này cũng là tránh không khỏi đẹp như tranh nghe nói như thế trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút Lão đại, muốn hay không ta ra ngoài trùng sát một hồi, những thứ này rác rưởi. Quả thực khinh người quá đáng, Thôn Thiên Hổ lúc này mở miệng nói ra. Công kích của đối phương quá quá mạnh liệt, lão đại cái này phòng ngự đại trận. Dựa theo tiếp tục như vậy, có thể duy trì không được bao lâu, chỉ có nó trùng sát ra ngoài. Đánh gãy công kích của đối phương mới có thể để cho cái này phòng ngự đại trận. Duy trì đến càng lâu. Không vội, trước chờ một chút lại nói, sợ Kiếm Thu khoát tay áo nói, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt trên bầu trời tình huống. Công kích của đối phương đích xác vô cùng mãnh liệt. Đông đảo cao thủ như thế dưới sự liên thủ, lại thêm số lượng kia không ít hung thú. Uy lực công kích cơ hồ đều không thua gì một cái phi thăng cảnh đỉnh phong cường giả tiến công. Hắn cái này phòng ngự đại trận, mặc dù tại Thiết Sơn Tông đột kích cái kia chiến dịch sau đó, trải qua một phen tăng cường, nhưng tối đa cũng liền có thể tiếp nhận phi thăng cảnh hậu ký. Cường giả tiến công, dù sao, tại trong hoàng thành của Vũ Minh, hắn không muốn bại lộ chính mình quá nhiều bảo vật. Cho nên, tài liệu bày trận cũng đại đa số chỉ là sử dụng một chút cửu giai hạ phẩm cùng cửu. Giai trung phẩm pháp bảo cùng thiên tài địa bảo cửu giai thượng phẩm. Trên cơ bản cũng không có. Lấy cái này phòng ngự đại trận lực phòng ngự, muốn ngăn cản mạnh mẽ như vậy tiến công vẫn có chút khó khăn. Đáng tiếc những người này so với Thiết Sơn Tông võ giả cần phải thông minh hơn nhiều. Cũng không có vừa lên tới liền nhảy vào hắn trong đình viện. Mà là vẫn luôn lơ lửng tại Vũ Minh Nham trên tòa phủ đệ khoảng không. Khiến cho hắn bố trí mê huyễn đại trận, căn bản không có đất dụng võ. Chương 3772 đại chiến bộc phát. Nếu là bọn hắn tiến vào trong đình viện, lâm vào chính mình bố trí mê huyễn đại trận bên trong mà nói chuyện kia nhưng là dễ dàng hơn nhiều bất quá đã như vậy mà nói vậy thì đánh một trận trận đánh ác liệt tốt sở kiếm thu liếc mắt nhìn đang điên cuồng công kích phòng ngự đại trận lồng ánh sáng ngự thú tông võ giả trong tay pháp quyết kết động điều động trong phủ đệ bố trí đại trận hắn tại trong phủ đệ của vũ minh nham bố trí cũng không đơn chỉ là phòng ngự đại trận còn có vô cùng cường đại sát trận theo trong tay hắn pháp quyết kết động trong phủ đệ một cỗ vô cùng đáng sợ kiếm ý lăng nhiên dựng lên từng đạo kiếm thật lớn hình hư ảnh tại phủ đệ bốn phía phát lên đi sở kiếm thu hét lớn một tiếng trong tay bóp một cái kiếm quyết hướng về những cái kia ngự thú tông võ giả một ngón tay trong đình viện cái kia từng đạo tản ra lăng lệ kiếm ý hình kiếm hư ảnh lập tức giống như giống như cá bơi hướng về những cái kia ngự thú tông võ giả bắn nhanh mà đi a a a tại một lớp này hình kiếm hư ảnh hình thành mưa kiếm tập kích ngự thú tông võ giả bên trong lập tức vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết số lớn võ giả tại một lớp này mưa kiếm tập kích phía dưới bị trọng thương còn có ít nhất một nửa võ giả cùng những cái kia võ giả bên người hung thú trực tiếp bị một lớp này mưa kiếm đánh chết rất nhiều máu mưa ở trên bầu trời bay là tà Song Hoành giật nhìn thấy số lớn hình kiếm hư ảnh hướng về chính mình đánh tới. Một cỗ vô cùng đáng sợ tử vong uy yêu yota từ trong lòng dâng lên. Hắn vội vàng dốc hết toàn lực mà đi ngăn cản những thứ này đánh tới hình kiếm hư ảnh. Nhưng tiếc là những thứ này hình kiếm hư ảnh uy lực thật sự là quá cường đại. Căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng ngăn cản được. Những cái kia hình kiếm hư ảnh trực tiếp phá vỡ hắn phòng ngự nhao nhao xuyên thấu thân thể của hắn trong nháy mắt đem hắn cho cắt chém thành từng đoàn từng đoàn bọt máu không mập mạp tại trước khi chết vô cùng hoảng sợ mà hét lớn trong mắt lóe lên vô cùng mãnh liệt hối hận hôm nay thật sự không nên tới lội tranh vào vũng nước đục này ngày đó sở kiếm thu tha hắn một mạng hắn không nên lại tiếp tục tới trêu chọc sở kiếm thu nếu như hắn không phải lòng mang oán hận không có tiếp tục đi trêu chọc sở kiếm thu Hắn hôm nay liền không đến mức chết oan chết uổng, nhưng tiếc là thế gian không có thuốc hối hận có thể ăn, sau một khắc, ý thức của hắn liền đã lâm vào trong hắc ám vô tận, mập mạp khoái. Nguyên Duy nhìn thấy một màn này, lập tức muốn rách cả mí mắt mà hét lớn. Nhìn thấy mập mạp lâm vào hiểm cảnh, hắn rất muốn đi cứu, nhưng mà kiếm trận này uy lực thực sự quá lớn, hắn tự lo còn không xuề. Nơi nào còn có năng lực đi đem mập mạp cứu được? Bất quá thực lực của hắn, cuối cùng so với mập mạp song hoành giật cường đại hơn nhiều. Đang toàn lực chống cự phía dưới, mặc dù vẫn như cũ bị cái kia mưa kiếm gây thương tích. Nhưng mà cuối cùng vẫn là bảo vệ tính mệnh. Tại một lớp này mưa kiếm tập kích ngoại trừ ngự thú tông thiếu chủ quế mục. Cùng với bên người hắn cái kia hai đầu hung thú. Cùng bên người hắn tên kia cận vệ kiều hưng sóng bên ngoài. Còn lại còn sống ngự thú tông võ giả cơ hồ người người mang thương quế mục nhìn thấy một màn này trong lòng lập tức giận dữ hắn hét lớn một tiếng trong tay song trì lập tức tản mát ra lóa mắt vô cùng tia sáng hóa thành hai ngọn núi lớn hướng về phía dưới phòng ngự quang cháo bên trên đập tới ầm ầm một tiếng nổ rung trời chịu cái này trầm trọng vô cùng nhất kích vốn là trước đó liền bị đánh lung lay sắp đổ phòng ngự quang cháo trong nháy mắt răng rắc một tiếng nứt ra vô số giống như giống mạng nhện khe hở theo ta giết ra ngoài, sở kiếm thu quát lên. Hắn bố trí sát trận, đang phát ra một phát vừa rồi công kích sau đó, cần tiếp tục xúc thế. Mới có thể bộc phát vòng tiếp theo công kích nhưng ở sát trận xúc thế hoàn thành phía trước. Cũng không thể để cho quế mục mấy người ngự thú tông võ giả, đem đại trận này phá sạch. Bằng không, hắn nhưng là đã mất đi cái này sát trận một đại lợi khí. Nói xong, sở kiếm thu trước tiên hướng về phòng ngự quang cháo bên ngoài bay ra ngoài đẹp như tranh, thôn thiên hổ, tiểu thanh điểu, xuyên lam bay lên cùng vũ minh nham thấy thế. Cũng nhao nhao đi theo ở sở kiếm thu sau lưng, hướng về bên ngoài đánh tới. Tại bay ra phòng ngự quang cháo sau. Đẹp như tranh đầu tiên là hướng quế mục giết tới, tại những này ngự thú tông võ giả bên trong. Quế mục thực lực, hiển nhiên là tối cường. So với bên cạnh hắn tên kia phi thăng cảnh trung kỳ lão giả. Thực lực đều muốn mạnh hơn không thiếu. Thôn thiên hổ nhưng là lựa chọn tiến công đầu kia lục dực hỏa vân sư cùng đầu kia kim tình linh. Báo, lấy lực lượng một người, khiêu chiến hai đại hung thú, tiểu thanh điểu nhưng là lựa chọn. Quế mục bên người cận vệ, phi thăng cảnh trung kỳ tu vi kiều hưng sóng. Sở kiếm thu thấy thế, ngược lại là không có cùng đẹp như tranh, thôn thiên hổ. Tiểu thanh điểu ba người tranh đoạt. Hướng thẳng đến người bị thương nặng viên kỳ lực cùng khoái nguyên duy hai người đánh tới. Bây giờ thực lực của hắn, so với đẹp như tranh, thôn thiên hồ cùng tiểu thanh điều. Đích xác có tranh lệch không nhỏ. Tại không thi triển trung cực đòn sát thủ tình huống phía dưới, chiến lực của hắn. Là không sánh được đẹp như tranh, thôn thiên hồ cùng tiểu thanh điểu ba người. Huống hồ, cuộc chiến đấu này, cũng có thể nói là một cái rèn luyện đẹp như tranh cơ hội. Để cho nàng sớm ma luyện một phen. Đề thăng một chút cùng loại này địa bảng trước 10 thiên tri kiêu tử kinh nghiệm chiến đấu cũng tốt là một năm rưỡi sau đó trung châu võ đạo đại hội làm chuẩn bị quế mục mấy người ngự thú tông võ giả thực lực mặc dù rất là cường đại nhưng lại cũng không có vượt qua sở kiếm thu trưởng khống bên ngoài cho nên đối với lần chiến đấu này thái độ sở kiếm thu vẫn là càng nhiều coi như một cơ hội ma luyện kinh nghiệm chiến đấu hơn nữa cũng vừa vặn có thể cầm những thứ này ngự thú tông võ giả tới thử nghiệm một chút bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay tại hoang cổ đại lục lịch luyện hiệu quả cho nên sở kiếm thu khi thẳng hướng viên kỳ hơi cùng khoái nguyên duy đều cũng không có vừa lên tới liền sử dụng sát lực cực lớn đòn sát thủ lợi hại hắn cũng không vội mở ra lập tức liền đem đối phương giải quyết tại sở kiếm thu đẹp như tranh thôn thiên hồ cùng tiểu thanh điểu đối phó cường đại nhất vài tên đối thủ sau đó xuyên lam bay lên cùng vũ minh nham nhưng là lựa chọn đi đối phó còn lại những cái kia ngự thú tông võ giả cùng hung thú một hồi kịch liệt vô cùng đại chiến ở trên bầu trời bày ra vô cùng kinh khủng năng lượng uy thế còn dư giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi nhưng bởi vì có được vũ minh hoàng thành hộ thành đại trận ngăn cách những thứ này chiến đấu uy thế còn dư toàn bộ đều bị chắn bên trong vùng không gian này không cách nào khoách tán ra Thiếu công chủ, ngươi lại như thế minh ngoan bất linh mà nói. Liền đừng trách ta không khách khí. Quế Mục nhìn chằm chằm đẹp như tranh, sắc mặt tái xanh mắng nói, tình huống phát triển đến bây giờ tình trạng này, là hắn vô luận như thế nào cũng không có ngờ tới. Nguyên bản tại trong dự đoán của hắn, hắn mang theo như thế đông đảo ngự thú tông cường giả vừa đến, có thể rất dễ dàng mà đem Sở Kiếm Thu bọn người cho trấn áp đi mặc dù hắn cũng nghe khoái nguyên duy nói thiết sơn tông tông chủ bàng ngang mang theo không dưới 10 tên phi thăng cảnh cường giả tới tập kích sở kiếm thu thời điểm kém chút toàn quân bị diệt nhưng mà hắn đối với chuyện này cũng không có để ở trong lòng thiết sơn tông những phế vật kia lại như thế nào có thể cùng hắn so sánh nếu là hắn xuất thủ một mình hắn liền có thể quét ngang bàng ngang những cái kia thiết sơn tông võ giả hơn nữa còn có thể cam đoan để cho bàng ngang bọn người, một cái đều trốn không thoát. Nhưng đợi đến chân chính cùng sở kiếm thu đối đầu thời điểm, Quế Mục mới phát hiện. Chính mình tính sai, chương 3773 nổi giận thôn thiên hổ. Bởi vì đối với sở kiếm thu thực lực đánh giá thấp, hắn vừa lên tới. Liền ăn một cái to lớn vô cùng thua thiệt ngầm, dẫn đến hắn mang tới ngự thú tông võ giả. Tổn thất nặng nề. Giờ khác này, Quế Mục trong lòng biệt khuất tới cực điểm, cũng phẫn nộ tới cực điểm. Trong lòng sát cơ, đang hừng hực mà thiêu đốt lên, bớt. Nói nhiều lời, ngươi dám động ta thiếu ra, ta liền cùng ngươi không chết không ngừng, đẹp. Như tranh bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nói. Nghe được đẹp như tranh lời này. Quế Mục trong lòng không khỏi càng thêm ghen ghét dữ dội, thiếu. Cung chủ, đây là ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình, Quế Mục sắc mặt dữ tận nói. Nói xong, song chùy trong tay của hắn vung lên. Bắt đầu đối với đẹp như tranh phát khởi công kích chân chính, tại lúc mới bắt đầu. Hắn còn có điều cố kỵ, không muốn đối với đẹp như tranh chân chính ra tay. Nhưng giờ khắc này, hắn đã bị đẹp như tranh chân chính chọc giận. Trong lòng lòng đố kỵ cùng phẫn nộ, đã triệt để làm cho hôn mê đầu óc của hắn, tại hắn bắt đầu thi triển ra thực lực chân chính thời. Điểm, đẹp như tranh tình cảnh, trong nháy mắt liền khó khăn đẹp như tranh chiến lực mặc dù không kém. Nhưng mà nàng dù sao mới vừa vặn đột phá nửa bước phi thăng cảnh không lâu, ngay cả cảnh giới. Đều không có chân chính triệt để củng cố. Cùng quế mục loại này địa bảng thứ sáu tuyệt thế thiên kiêu so sánh. Vẫn có tranh lệch không nhỏ. Tại quế mục công kích mãnh liệt phía dưới. Đẹp như tranh bắt đầu có chút vướng trái vướng phải, sau một nén nhang. Đẹp như tranh triệt để lâm vào thế yếu, thiếu cung chủ, người vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng thôi, người đánh không lại ta quế. Mục nhìn vào vẽ, lạnh giọng nói. Đẹp như tranh nghe vậy, không nói một lời, bàn tay xòe ra. Một đạo linh phù xuất hiện trong tay, nàng đem đạo linh phù này vãng thân thượng vỗ. Linh phù trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, tiến vào trong thân thể. Tại đạo linh phù này hòa tan vào thân thể sau, đẹp như tranh trên thân trong nháy mắt ầm vang một tiếng, bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế. Thực lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Tại sử dụng đạo này tăng nhiều lực phù sau, đẹp như tranh lập tức liền lật về thế yếu. Lần nữa cùng Quế Mục rằng co nhau, Quế Mục nhìn thấy một màn này. Trong lòng không khỏi giật mình. Đây là cái gì linh phù, lại có thể trong nháy mắt để cho vị này thiếu cung chủ thực lực. Lập tức tăng vọt nhiều như thế. Ừ, dù cho sử dụng loại này linh phù vậy thì thế nào cái này dù sao cũng là ỷ lại ngoại vật tăng lên thực lực cuối cùng không thể lâu dài một khi linh phù hiệu quả biến mất bị chính mình đánh bại cũng là chuyện sớm hay muộn quế mục mặt âm trầm không nói thêm gì nữa hướng đẹp như tranh phát khởi cuồng bạo vô cùng công kích hai thanh đại trùy hóa thành hai tòa cực lớn tiểu sơn đồng dạng không ngừng mà hướng đẹp như tranh trên thân rơi đập đối mặt quế mục cuồng bạo công kích đẹp như tranh băng bó khuôn mặt nhỏ, không nói một lời. Trường kiếm trong tay huy động, bình tĩnh ứng đối. Từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang răng khắp nơi, không ngừng ngăn cản quế mục công kích. Ngẫu nhiên, nàng còn có thể khởi sướng mấy lần phản công. Hai người chiến đấu, trong lúc nhất thời, lâm vào trong rằng co. Đẹp như tranh tự nhiên không cách nào đánh bại quế mục. Nhưng mà quế mục muốn thời gian ngắn đánh bại đẹp như tranh cũng đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng một bên khác thôn thiên hổ một người độc chiến quế mục hai đại bản mệnh linh thú nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong thậm chí còn có thể vững vàng đè ép cái kia hai đại hung thú một đầu khi giết đến tính chất lên thôn thiên hổ gầm lên giận dữ hơi lắc người hóa thành một đầu to lớn vô cùng màu trắng cự hổ đỉnh thiên lập địa hung uy ngập trời tại trên người nó cỗ này vô cùng kinh khủng hung uy áp bách dưới đầu kia lục dực hỏa vân sư cùng kim tình linh báo đều biểu hiện ra cực lớn vẻ sợ hãi thực lực bị cực lớn áp chế bọn chúng nguyên bản đối mặt thôn thiên hồ công kích liền ở vào hạ phong lúc này thực lực lại bị áp chế tình huống càng là không ổn trong lúc nhất thời hai đầu hung thú tại thôn thiên hồ công kích đến bị đánh liên tục bại lui trên thân bị nuốt thiên hồ lợi chảo lấy ra một đạo lại một đạo vết máu, đang cùng đẹp như tranh chiến đấu quế mục. Nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi chấn kinh tới cực điểm. Đầu này con cọp màu trắng, đến tột cùng là huyết mạch gì đó chủng loại. Thế mà cường hãn đến mức kinh khủng như thế, liền hắn hai đầu bản mệnh linh thú. Đều có thể áp chế. Phải biết, hắn cái này hai đầu bản mệnh linh thú, vốn là không là bình thường yêu thú. Mà là nắm giữ viễn cổ di chủng huyết mạch dị thú thần dị lạ thường trước đây hắn vì thu phục cái này hai đầu bản mệnh linh thú thế nhưng là hao tốn to lớn vô cùng đánh đổi cái này hai đầu bản mệnh linh thú chiến lược nhưng cũng không giống như bản thân hắn yếu bao nhiêu dù cho đơn độc bất luận cái gì một đầu cũng có ngang hàng thông thường phi thăng cảnh hậu kỳ cường giả chiến lược thì càng không cần phải nói hai đầu bản mệnh linh thú liên thủ mà đầu này con cọp màu trắng lại có thể tại trên huyết mạch Đối với hắn hai đầu bản mệnh linh thú sinh ra cực lớn áp chế, rất rõ ràng. Đầu này con cọp màu trắng tại trên huyết mạch đẳng cấp so với hắn hai đầu bản mệnh linh thú đều cao cấp hơn nhiều lắm. Đầu này con cọp màu trắng thần dị so với khoái nguyên di nói tới. Đơn giản chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là có thể đem đầu này con cọp màu trắng thu phục, thuần hóa thành chính mình bản mệnh linh thú chẳng những sẽ trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn hơn nữa còn có thể làm chính mình tu vi tăng mạnh ngự thú tông công pháp rất là đặc thù chỗ thuần hóa bản mệnh linh thú càng là cường đại đối với chính mình tu luyện trợ giúp cũng sẽ càng lớn cho nên ngự thú tông võ giả đối với loại này thần dị yêu thú so với những võ giả khác có mãnh liệt hơn khát vọng thiếu cung chủ các ngươi nếu như có thể đem đầu kia con cọp màu trắng đưa cho ta bổn thiếu chủ đối với sự tình hôm nay, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa. Coi như bổn thiếu chủ thiếu các ngươi một cái nhân tình, như thế nào, Quế Mục nhìn vào vẽ nói. Nếu như có thể nhận được đầu này con cọp màu trắng mà nói, những chuyện khác. Cũng là việc nhỏ, phóng mẹ ngươi cầu thí, liền như ngươi loại này rác rưởi Thế mà cũng nghĩ đánh hổ ra chú ý, phát ngươi xuân thu đại mộng đi thôi thôn thiên hổ nghe được quế mục lời này, lập tức giận tím mặt tức miệng mắng to. Ở trong lòng trong cơn giận dữ, nó cái kia to lớn hổ chảo vung lên. Đập vào đầu kia lục dực hỏa vân sư trên thân, lập tức ầm vang một tiếng. Đem đầu kia lục dực hỏa vân sư, vỗ đến giống ra khỏi nòng như đạn pháo, hướng phía sau bắn ra. Hai người các ngươi đầu phế vật cho các ngươi một lựa chọn hoặc là về sau ngoan ngoãn đi theo hổ ra, hổ ra có thể cố mà làm, lòng từ bi. Thu hai người các ngươi phế vật vì tiểu đệ, hoặc là hổ ra một móng vuốt đập chết các ngươi. Thôn thiên hổ một đôi to lớn vô cùng đôi mắt. Trừng đầu kia lục dực hỏa vân sư cùng kim tình linh báo quát lên. Đầu kia lục dực hỏa vân sư cùng kim tình linh báo, nghe được thôn thiên hổ lời này. Lập tức không khỏi một hồi run lẩy bẩy, bọn chúng lẫn nhau liếc nhau một cái trong mắt cũng là lộ ra thêm vài phần thần sắc do dự tại đối mặt đầu này con cọp màu trắng thời điểm áp lực của bọn nó thực sự quá lớn cũng chính là bức bách tại quế mục áp lực bọn chúng mới không thể không cùng đầu này con cọp màu trắng chiến đấu bằng không bọn chúng đã sớm quay đầu chạy trốn đầu này con cọp màu trắng huyết mạch đối với bọn nó áp chế thực sự quá lớn tại trước mặt đầu này con cọp màu trắng Bọn chúng có một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu e ngại, trong lòng không tự chủ. Liền sẽ sinh ra một loại thần phục ý niệm. Chương 3774 Quế mục đòn sát thủ lợi hại. Hơn nữa, tại đầu này con cọp màu trắng huyết mạch áp chế xuống, bọn chúng chiến lực liền một nửa đều không phát huy ra được bằng không, lấy hai bọn chúng người dưới sự liên thủ. Không đến mức đánh không lại đầu này con cọp màu trắng quế mục nhìn thấy hắn cái kia hai đầu bản mệnh linh thú lại có chút bị đầu kia con cọp màu trắng cho thuyết phục biểu hiện sắc mặt không khỏi một mảnh xanh xám mẹ nó hắn lần này tới mục đích ban đầu chính là vì từ sở trong tay kiếm thu đem hắn bên người đại bạch miêu cùng tiểu thanh điểu đoạt lấy nếu như mục đích này không có đạt đến ngược lại ngay cả mình hai đầu bản mệnh linh thú đều ngược lại bị đối phương chiếm đi, cái kia mặt mũi này, nhưng là vứt xuống nhà bà ngoại. Hai người các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau lên cho ta, đem đầu này lão hổ bắt lại cho ta. Không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, quế. Mục mặt đen lên, đối với đầu kia lục rực hỏa vân sư cùng kim tình linh báo phẫn nộ quát. Nghe được quế mục một tiếng gầm này. Đầu kia lục rực hỏa vân sư cùng kim tình linh báo lập tức không dám trần chờ lập tức lần nữa hướng về thôn thiên hồ công kích qua xem như quế mục bản mệnh linh thú tính mạng của bọn nó là bóp tại quế mục trong tay bọn chúng căn bản cũng không dám chống lại quế mục ý chí cho nên cho dù bọn họ trong lòng đối với đầu này con cọp màu trắng lại e ngại cũng không thể không nhắm mắt lại bất quá cũng may thực lực của bọn nó mặc dù chịu đến đầu này con cọp màu trắng áp chế nhưng chúng nó tu vi và nhục thân cường độ lại là cũng không có yếu bớt chỉ là phát huy được chiến lực chịu ảnh hưởng mà thôi cho nên bọn chúng mặc dù bị đầu này con cọp màu trắng đè lên đánh nhưng còn không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm hắc các ngươi cái này hai đầu ngu xuẩn hổ gia hào tâm khuyến cáo các ngươi không nghe nhất định phải một con đường đi đến đen vậy cũng đừng trách hổ gia hạ thủ không lưu tình thôn thiên hổ nhìn thấy một màn này, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, giống. Thôn thiên hổ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Hướng về đầu kia lục rực hỏa vân sư cùng kim tình linh báo nhào tới. Theo chiến đấu kéo dài, đầu kia lục rực hỏa vân sư cùng kim tình linh báo. Càng đánh càng là kinh hãi, bởi vì bọn chúng cảm giác theo chiến đấu tiến hành. Đầu này con cọp màu trắng chẳng những không có mảy may tiêu hao cảm giác thực lực ngược lại càng đánh càng mạnh. Đối với một màn này, bọn chúng trong lòng không khỏi một hồi khó có thể tin, cái này sao có thể? Kịch liệt như thế chiến đấu, đầu này con cọp màu trắng. Làm sao lại liền một điểm tiêu hao dấu hiệu cũng không có? Dù cho nó chân nguyên tích lũy hùng hậu đến đâu, cũng không khả năng thật sự vĩnh viễn vô cùng vô tận. Bọn chúng lại là không nghĩ tới, thôn thiên hồ trong bụng còn chứa một đầu phi thăng cảnh trung kỳ cực lớn độc giao càng là chiến đấu kịch liệt này đối thôn thiên hổ luyện hóa đầu này độc giao sức mạnh liền càng có trợ giúp thôn thiên hổ vận dụng sức mạnh toàn bộ đều là bắt nguồn từ đầu này phi thăng cảnh trung kỳ độc giao tại đầu này độc giao sức mạnh bị triệt để tiêu hao phía trước thôn thiên hổ liền có thể mãi mãi cũng liên tục không ngừng mà chiến đấu chỉ là đầu này độc giao thế nhưng là một đầu chiều cao vạn dặm phi thăng cảnh trung kỳ độc dao, ẩn chứa năng lượng kinh người, như thế nào dễ dàng như vậy tiêu hao hết. Lấy đầu kia độc dao ẩn chứa năng lượng kinh người. Dù cho duy trì thôn thiên hổ toàn lực chiến đấu dòng dã thời gian một năm. Đều dư xài, cùng thôn thiên hổ liều mạng lực bền bỉ. Căn bản là không có bất kỳ người nào có thể liều đến qua nó. Cho nên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này lục dực hỏa vân sư cùng kim tình linh báo sớm muộn cũng sẽ bị thôn thiên hổ cho tươi sống mài chết. Thôn thiên hổ ở chỗ này đại sát tứ phương, một bên khác tiểu thanh điểu giết đến hưng khởi. Đồng dạng hơi lắc người, hóa thành một đầu thanh sắc cự điểu. Đối với kiều hưng sóng cùng bổn mạng của hắn linh thú khởi sướng vô cùng mãnh liệt tiến công. Kiều hưng mặt sóng đối với tiểu thanh điểu tiến công, vốn là trèo trống đến 10 phần gian khổ. Bây giờ tiểu thanh điểu hiện ra chân thân, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt kiều hưng sóng lập tức liền lâm vào cực lớn trong hiểm cảnh kiều hưng sóng thực lực mặc dù so với thiết sơn tông tông chủ bàng ngang phải cường đại hơn nhiều nhưng mà bây giờ tiểu thanh điều thực lực đồng dạng so với lúc trước đối phó bàng ngang muốn tăng lên không thiếu lấy kiều hưng sóng thực lực dù cho tăng thêm hắn đầu kia phi thăng cảnh trung kỳ bản mệnh linh thú vẫn như cũ ngăn cản không nổi tiểu thanh điều công kích kiều hưng sóng bản mệnh linh thú mặc dù là một đầu phi thăng cảnh trung kỳ yêu thú nhưng ở về mặt chiến lược kỳ thực cũng không so quế mục bản mệnh linh thú lục dực hỏa vân sư cùng kim tình linh báo cường đại đến mức nào bởi vì tại trên huyết mạch đẳng cấp kiều hưng sóng bản mệnh linh thú so với quế mục cái kia hai đầu bản mệnh linh thú thế nhưng là kém xa dù cho tu vi của nó so với đầu kia lục dực hỏa vân sư cùng kim tình linh Báo cao hơn hai cái cảnh giới, nhưng ở về mặt chiến lực cũng không có bao lớn ưu thế. Hơn nữa, bởi vì huyết mạch đẳng cấp thấp hơn, nó tại tiểu thanh điều huyết mạch áp chế dưới. Biểu hiện thảm hại hơn, đầu kia Lục Dực Hỏa Vân sư cùng Kim Tình Linh báo. Tại thôn Thiên Hồ huyết mạch áp chế xuống, ít nhất còn có thể phát huy một nửa thực lực. Nhưng mà Kiều Hưng sóng đầu này bản mệnh linh thú, tại tiểu thanh điều huyết mạch áp chế xuống, liền một phần ba thực lực đều không phát huy ra được hơn nữa nó đối với tiểu thanh điều công kích vẫn luôn sợ hãi rụt rè căn bản không dám chân chính đem công kích hướng về tiểu thanh điều trên thân gọi bây giờ tiểu thanh điều hiện ra chân thân ở đó vô cùng kinh khủng huyết mạch dưới sự uy áp kiều hưng sóng đầu này bản mệnh linh thú kém chút bị dọa đến ngay cả chân đều mềm nhũn kém chút cũng nhịn không được trực tiếp hướng tiểu thanh điều quỳ xuống thần phục đây là thanh loan khi tiểu thanh điều hiện ra chân thân quế mục không khỏi lấy làm kinh hãi hắn đã nhận ra cái này chỉ tiểu thanh điểu chân thân lại là một đầu thanh loan hắn lại có thể gặp phải một đầu thanh loan cái này còn coi là thật làm hắn ngoài ý muốn vô cùng đồng thời cái này khiến trong lòng của hắn lại là một hồi cuồng hỉ không thôi nếu như có thể đem đầu này thanh loan cùng đầu kia con cọp màu trắng thu phục chuyện này với hắn giúp ích quả thực là khó có thể tưởng tượng thậm chí bằng vào lần này thu hoạch hắn có thể trực tiếp hướng địa bảng đệ nhất mục chữ nghi ngờ khởi sướng khiêu chiến bất quá đầy hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh bại đối phương nhưng từ trước mắt tình huống đến xem hiển nhiên là hắn bên này ở vào cực lớn thế yếu toàn bộ chiến trường bên trên cũng chỉ hắn đối chiến vị kia thiếu cung chủ có thể lấy được nhất định ưu thế địa phương khác tất cả đều bị đối phương áp chế dựa theo trước mắt loại tình huống này hắn không cần nói đánh bại đối phương thu phục cái này hai đầu dị thú bọn hắn còn dư lại ngự thú tông võ giả có thể hay không toàn thân trở ra đều chưa biết nghĩ tới đây quế mục cắn răng một cái hắn không muốn lại như thế rằng co nữa miễn cho đêm dài lắm mộng quế mục một trì bức lui đẹp như tranh bàn tay một phen lấy ra một cái xung quanh hiện đầy giữ tợn răng sắt bánh xe. Cái này bánh xe tản ra một cỗ cường đại vô cùng ba động, xem ra hiển nhiên là một kiện cửu giai cực phẩm pháp bảo. Món bảo vật này không phải là một kiện cửu giai pháp bảo cực phẩm, hơn nữa vẫn là một kiện linh thạch pháp bảo, chỉ cần quán chú tiến năng lượng, liền có thể phát huy vô cùng cường đại uy lực. Cái này trọng bảo, thế nhưng là hắn trải qua cửu tử nhất sinh tại một chỗ bên trong bí cảnh may mắn lấy được, vẫn luôn là hắn áp đáy hòm đòn sát thủ lợi hại. Chương 3775 Bàng Nguy, bình thường không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ. Quế Mục là không muốn vận dụng cái này đòn sát thủ, dù sao, bực này trọng bảo. Một khi tiết lộ ra ngoài, dễ dàng chọc người ngấp nghé. Mặc dù hắn thực lực cường hãn, nhưng cũng chỉ là tại trong thế hệ trẻ tuổi siêu quần bạt tụy mà thôi, đối mặt một chút chân chính lão quái vật, hắn là không thể nào đánh thắng được, cho nên bình thường có thể không cần cái này trọng bảo, hắn là tận lực không cần. Nhưng mà hôm nay, xem ra không sử dụng cái này trọng bảo là không được, thực lực của đối phương vượt xa khỏi ngoài dự liệu của hắn. Tiểu tử kia bên người hai đầu linh sủng cũng so với hắn đoán trước bên trong đều muốn càng thêm thần dị, vì nhận được cái này hai đầu dị thú, giá tiền gì? hắn đều đáng giá trả giá quế mục vung tay lên trong tay bánh xe bay ra ngoài bánh xe bay lên bầu trời trên không trung chợt trở nên to lớn vô cùng giống như một khối mây đen che khuất bầu trời đồng dạng hướng về tiểu thanh điểu ép xuống tiểu thanh điểu nhìn thấy một màn này lập tức dọa đến hồn phi phách tán cái này bánh xe mang theo uy năng quá mức kinh khủng căn bản cũng không phải là nó đủ khả năng ngăn cản được nếu là nó bị cái này bánh xe cho đập chúng tất phải phải người bị thương nặng không thể nhưng ngay tại quế mục sử dụng cái này trọng bảo thời điểm đẹp như tranh cũng cơ hồ tại đồng thời nhấc tay một cái mang tại trên cổ tay nàng một chiếc vòng tay đột nhiên bay ra ở trên bầu trời biến lớn hướng về cái kia to lớn vô cùng bánh xe đụng tới ngay tại cái kia bánh xe sắp nện vào tiểu thanh điểu trên thân phía trước cái này chỉ cực lớn vòng tay đã đuổi tới hung hăng đụng vào cái kia bánh xe trên thân ầm ầm hai cái trọng bảo chạm vào nhau lập tức bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang vô cùng kinh khủng cơn bão năng lượng giống như biển động đồng dạng từng lớp từng lớp hướng lấy bốn phương tám hướng bao phủ mà đi quế mục nhìn thấy một màn này trong lòng cũng không khỏi lấy làm kinh hãi hắn không ngờ rằng đẹp như tranh trong tay thế mà cũng có một kiện cao cấp như thế trọng bảo hơn nữa đẹp như tranh trong tay cái này trọng bảo, thế mà đồng dạng cũng là linh thạch pháp bảo. Bàn về uy năng, đẹp như tranh cái này trọng bảo. Không chút nào tại hắn món kia bánh xe trọng bảo phía dưới. Đẹp như tranh tại tế gia càn nguyên bảo vòng tay sau đó, liền không còn che lấp. Nàng thu hồi trường kiếm trong tay pháp bảo, thao túng càn nguyên bảo vòng tay. Hướng về quế mục đập tới. Quế mục thấy thế, cũng chỉ đành thu hồi hai thanh đại trùy thao túng hắn món kia bánh xe trọng bảo. Cùng đẹp như tranh càn nguyên bảo vòng tay đối oanh đứng lên, lần này. Song phương sử dụng loại đẳng cấp này trọng bảo đối oanh, quế mục đối mặt đẹp như tranh yêu thế. Liền hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn hắn bây giờ thắng bại, liền hoàn toàn xem ai trọng bảo uy lực càng lớn, hoặc xem ai trên người linh thạch càng nhiều, tại song phương tế ra như thế cấp bậc trọng bảo sau. Cuộc chiến đấu này độ chấn động, lần nữa thăng cấp tại quế mục chờ ngự thú tông võ giả tại vũ minh nham phủ đệ bầu trời. Cùng sở kiếm thu bọn người bộc phát đại chiến thời điểm, một cái thân hình lão giả gầy nhom. Đi tới trong huyền vụ phủ trụ sở. Tên này gầy còm trên người lão giả khí tức rất là cường đại. Là một tên tu vi cao tới phi thăng cảnh hậu kỳ cường giả, lão tổ, ngài rốt cuộc đã đến, thiết. Sơn Tông Tông chủ bàng ngang, ngành ra phủ đệ, nhìn thấy tên này thân hình lão giả gầy nhom lập tức lệ nóng doanh chồng kêu lên tên này thân hình lão giả gầy nhom chính là thiết sơn tông lão tổ bàng nguy bàng ngang người nói tiểu xúc sinh kia ở nơi nào gầy còn lão giả bàng nguy nhìn xem bàng ngang âm thanh lạnh như băng nói lần này thiết sơn tông hao tổn như thế đông đảo phi thăng cảnh cường giả đơn giản để cho thiết sơn tông nguyên khí đại thương cũng không biết muốn chờ bao nhiêu năm thiết sơn tông mới có thể một lần nữa khôi phục nguyên khí làm không tốt bởi vì trận này biến cố cũng có thể sẽ làm bọn hắn thiết sơn tông trực tiếp không gượng dậy nổi lúc thu đến bàng ngang tin tức bàng nguy lửa giận trong lòng liền đã đang sôi trào lần này hắn tới vũ minh hoàng thành nhất định phải làm cho cái kia làm hại thiết sơn tông thiệt hại thảm trọng như vậy tiểu xúc sinh chết không có chỗ chôn lão tổ tiểu xúc sinh kia bây giờ đang cùng ngự thú tông thiếu chủ quế mục xuất lĩnh ngự thú tông cao thủ chiến đấu Ngài nhìn, chính ở đằng kia. Bàng ngang chỉ chỉ nơi xa bị vũ minh hoàng thành hộ thành đại trận ngăn cách chỗ nói, ngươi. Nói cái gì, hắn đang cùng ngự thú tông thiếu chủ quế mục xuất lĩnh ngự thú tông cao thủ đại. Chiến, bàng nguy nghe nói như thế, trên mặt đã lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Ngự thú tông thiếu chủ quế mục là người nào, đây chính là địa bảng thứ sáu cường giả. Cho dù là hắn bộ dạng này phi thăng cảnh hậu kỳ cường giả cũng không dám nói nhất định là đối thủ của Quế Mục. Là, là tiểu xúc sinh kia tại Vũ Minh Hoàng Thành, thế nhưng là có không ít cừu ra. Một trong số đó, chính là Ngự Thú Tông, bàng ngang vội vàng nói, bà, bàng. Ngang lời này vừa nói ra miệng, trên mặt liền chịu một cái vang dội vô cùng cái tát. Người mẹ nó trong đầu trang cũng là phân sao. Có thể cùng ngự thú tông thiếu chủ quế mục đại chiến người, người cũng dám đi trêu chọc bàng. Nguy chỉ vào cái mũi bàng ngang, tức giận đến xanh mặt mà nổi giận mắng. Nhân vật như vậy, suy nghĩ một chút liền biết đáng sợ bao nhiêu. Bàng ngang không xa xa tránh đi, còn dám chủ động đi trêu chọc. Đây quả thực là chủ động đi tìm chết, bàng ngang nghe vậy, lập tức bụng mặt gò má. Nhất thời không dám lên tiếng. Kỳ thực khi biết được sở kiếm thu cùng ngự thú tông thiếu chủ quế mục một mực đại chiến đến bây giờ thời điểm, bằng ngang một trái tim, cũng đã chìm đến đáy cốc. Sở kiếm thu có thể cùng quế mục chiến đến nước này, dù cho thiết sơn tông lão tổ đến. Đoán chừng cũng không làm gì được sở kiếm thu, dù sao, nếu là bàn về thực lực. Thiết sơn tông lão tổ bàng nguy, chưa chắc là quế mục đối thủ. Cái này còn chỉ là tính toán quế mục bản thân. Mà cũng không có tính cả bên người hắn cái kia hai đầu nắm giữ viễn cổ di chủng huyết mạch bản mệnh linh thú cho nên vô luận sở kiếm thu đến cùng có phải hay không nam châu dế nhũi chỉ là hắn phần này cường hãn đến kinh người thực lực cũng không phải là bọn hắn thiết sơn tông đủ khả năng trêu chọc nổi đi theo ta cùng đi bàng nguy lườm bàng ngang một mắt lạnh giọng nói bàng ngang nghe vậy không khỏi sững sờ nhìn xem bàng nguy hỏi lão tổ đi nơi nào còn có thể đi nơi nào đương nhiên là đi tìm tiểu xúc sinh kia tính sổ sách đi bàng Nguy theo dõi hắn, nói mà không có biểu cảm gì đâu. Thế nhưng là, lão tổ tiểu xúc sinh kia. Bàng ngang nghe vậy, không khỏi có chút trần chờ nói, sở kiếm thu thực lực cùng nội tình đáng sợ. Như thế, bây giờ, còn muốn tiếp tục đi trêu chọc hắn sao? Bây giờ, chúng ta đã không có đường lui, như là đã đắc tội nhân vật đáng sợ như vậy. Vậy thì thừa dịp hắn còn không có triệt để trưởng thành, diệt trừ hắn, hôm nay chính là một cái cơ hội tốt nhất bà nguy lạnh lùng nói nếu như ngự thú tông thiếu chủ quế mục cùng tiểu tử kia chiến đấu đã kết thúc khi hiểu được tiểu tử kia đáng sợ như vậy tình huống phía dưới hắn tự nhiên không còn dám đi tìm sở kiếm thu tính sổ sách thậm chí về sau đối với tiểu tử kia trốn xa chừng nào tốt chừng đó nhưng hôm nay tiểu tử kia vừa vặn cùng ngự thú tông thiếu chủ bộc phát đại chiến đó chính là bọn họ Thiết Sơn Tông cơ hội ngàn năm một thuở. Chương 3776 các ngươi dám đụng đến ta thiếu gia thử xem. Nếu là có thể giúp Ngự Thú Tông thiếu chủ Quế Mục làm thịt tiểu tử kia. Bọn hắn không những có thể báo Thiết Sơn Tông đại thù, hơn nữa còn có thể lấy lòng Ngự Thú Tông, để cho Ngự Thú Tông nhớ bọn hắn Thiết Sơn Tông một cái nhân tình. Lại này chuyện nhất cử lưỡng tiện cớ sao mà không làm, đến nỗi cử động lần này có thể hay không đắc tội tiểu tử kia bên người. Thiên phượng cung thiếu cung chủ, bàng nguy căn bản là không cần thiết cân nhắc. Nếu như hắn hôm nay làm thành chuyện này, thiết sơn tông thì tương đương với có huyền vụ phủ cùng ngự thú tông hai đại chỗ dựa. Còn sợ gì thiên phượng cung? Nghe được bàng nguy lời này, bàng ngang lập tức liền tỉnh ngộ lại lão tổ ý tứ. Lập tức liên tục gật đầu nói, lão tổ nói rất đúng vậy chúng ta bây giờ việc này không nên chậm trễ lập tức tới ngay nói xong hai người từ huyền vụ phủ trụ sở xuất phát hướng về vũ minh nham phủ đệ phương hướng bay đi vũ minh nham phủ đệ không gian chung quanh mặc dù bị vũ minh vương triều điều động hộ thành đại trận ngăn cách ra thế nhưng vô cùng kinh khủng chiến đấu động tĩnh tại trên hoàng thành của vũ minh khoảng không vẫn là lộ ra lóa mắt vô cùng nhất là tại quế mục cùng đẹp như tranh phân biệt tế ra riêng phần mình cửu giai cực phẩm trọng bảo đấu phát thời điểm động tĩnh kia càng là kinh người từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang cơ hồ truyền khắp vũ minh hoàng thành khi bàng nguy cùng bàng ngang bay đến cái kia ngăn cách chiến trường cột sáng danh giới thời điểm cột sáng kia cũng không có ngăn cản hai người tiến vào một khu vực như vậy cái này hoàn toàn biểu lộ vũ minh hoàng tộc thái độ bọn hắn chỉ phụ trách ngăn cách chiến trường phòng ngừa chiến đấu uy thế còn dư tác động đến địa phương khác. Nhưng mà đối với song phương ân oán, bọn hắn tuyệt không nhúng tay. Vô luận ai nghĩ tiếp tục gia nhập vào chiến đấu. Bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản, bàng nguy cùng bàng ngang tiến vào cột sáng kia ngăn cách khu. Vực sau, nhìn lướt qua chiến đấu hiện trường, lập tức phong tỏa đang cùng viên kỳ lược. Khói nguyên duy hai người chiến đấu sở kiếm thu. Tiểu Súc Sinh, ngươi hôm nay chết chắc, giết ta Thiết Sơn Tông nhiều như vậy cao thủ, hôm nay lão tử muốn để ngươi chết không có chỗ chôn." Bàng ngang đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Sở Kiếm Thu, cắn răng nghiến lợi nói. Quế Mục nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức đại hỉ, trời cũng giúp ta. Nghĩ không ra tại loại này quan trọng trước mắt sẽ có sức mạnh như thế giúp đỡ tương trợ. Bàng Nguy lão tiền bối, Bàng ngang tông chủ, hôm nay hai vị nếu là giúp ta giết tiểu tử kia sau đó bổn thiếu chủ nhất định thâm tạ. Quế mục vội vàng lên tiếng nói, vì để cho hai người xuất thủ tương trợ. Hắn liên xưng hô đều khách khí rất nhiều. Bằng không, nếu là ở bình thường, liền bàng ngang mặt hàng này. Nơi nào đáng giá hắn con mắt nhìn nhau. Nghe được quế mục lời này, bàng nguy trong lòng không khỏi đại hỉ. Khi tiến vào chỗ này chiến trường sau đó, hắn sở dĩ cũng không có trước tiên hướng sở kiếm thu ra tay, chờ chính là quế mục câu nói này. Quế mục thiếu chủ khách khí tiểu xúc sinh này vốn chính là chúng ta thiết sơn tông đại địch chúng ta này tới vốn chính là vì diệt trừ hắn bàng nguy hướng quế mục chắp tay thi lễ một cái rất là khiêm tốn nói mặc dù hắn vốn chính là đang chờ quế mục lời này nhưng mà mặt ngoài lời khách sáo vẫn phải nói một chút rất tốt hôm nay xem như bổn thiếu chủ thiếu các ngươi thiết sơn tông một cái nhân tình quế mục nghe vậy rất là thỏa mãn gật đầu một cái nói hai người các ngươi cầu tặc, các ngươi dám đụng đến ta thiếu gia thử xem, chỉ cần các ngươi dám. Đụng đến ta thiếu gia một sợi lông, ta thiên phượng cung tiêu diệt các ngươi thiết sơn tông. Đẹp như tranh nghe được đối thoại của hai người, lập tức trong lòng không khỏi khẩn trương. Hướng về phía bảng nguy cùng bằng ngang phẫn nộ quát, giờ khác này. Nàng hiếm thấy mang ra thiên phượng cung tới uy hát yêu ta hai người, nói xong nàng điều khiển càn nguyên bảo vòng tay hướng về bàng nguy cùng bàng ngang đập tới hai vị yên tâm hôm nay sự tình bất kỳ hậu quả gì từ ta quế mục một người gánh chịu các ngươi thiết sơn tông an toàn ta ngự thú tông dốc hết sức đảm bảo tuyệt sẽ không để các ngươi thiết sơn tông lọt vào thiên phượng cung trả thù quế mục lập tức lên tiếng bảo đảm nói đang nói chuyện thời điểm hắn cũng điều khiển cái kia cực lớn bánh xe chặn đẹp như tranh tấn công về phía bảng nguy hai người càn nguyên bảo vòng tay không để đẹp như tranh làm bị thương hai người như thế vậy lão phu ở đây cảm ơn trước quế mục thiếu chủ bảng nguy lại hướng quế mục chắp tay thi lễ một cái nói ngược lại bọn hắn thiết sơn tông đã đem sở kiếm thu cùng vị này thiếu cung chủ cho tội chết cũng không quan tâm nhiều hơn nữa đắc tội một chút hôm nay xuất thủ tương trợ quế mục ngược lại có thể đủ nhiều một cái chỗ dựa nói xong bàng nguy không trần chờ nữa cùng bàng ngang hai người cùng một chỗ hướng về sở kiếm thu bay đi đồng thời đối với sở kiếm thu ra tay nhìn xem hai tên phi thăng cảnh cường giả kinh khủng công kích đánh tới sở kiếm thu không khỏi một hồi tê cả da đầu đối mặt hai vị phi thăng cảnh cường giả công kích một vị trong đó vẫn là phi thăng cảnh hậu kỳ cường giả hắn căn bản cũng không có thể ngăn cản được Lúc này, cho dù hắn tế ra cửu long thần hỏa cháo hàng nhái, đoán chừng đều đồng dạng chẳng ăn thua gì. Cửu long thần hỏa cháo hàng nhái uy lực mặc dù cường đại, vốn lấy hắn thực lực hôm nay. Nhưng không cách nào phát huy ra cửu long thần hỏa cháo hàng nhái chân chính uy lực. Uy hát yêu ta một chút bàng ngang loại này phi thăng cảnh trung kỳ võ giả còn có thể. Nhưng đối phó với bàng nguy dạng này phi thăng cảnh hậu kỳ cường giả. Lại là có chút lực bất tòng tâm đối mặt to lớn như vậy uy hát yêu ta, nếu muốn mạng sống, biện pháp duy nhất. Chỉ có thể để cho tiểu đồng áo xanh cái kia hàng ra tay rồi, ai, nghĩ không ra. Thế mà cuối cùng sẽ bị bước đến tế ra tiểu đồng áo xanh đòn sát thủ này, sở kiếm thu trong lòng. Không khỏi bất đắc dĩ tới cực điểm. Không đến tình cảnh vạn bất đắc dĩ, hắn quả thực không muốn bại lộ tiểu đồng áo xanh tồn tại. Bởi vì một khi bại lộ loại này thượng cổ thần kiếm, sẽ thu nhận vô cùng cực lớn ngấp nghé chỉ sợ đến lúc đó, cho dù là thiên diễn cảnh lão quái vật, cũng có thể sẽ đối với hắn nhìn chăm chằm, Cái này sẽ khiến cho tình cảnh của hắn nguy hiểm vô số lần. Đang lúc sở kiếm thu liền muốn tế ra long nguyên kiếm. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên, một bàn tay lớn che trời. Đột nhiên từ phía nam trên bầu trời duỗi tới. Cái này chỉ ra thiên đại thủ, trực tiếp một trường vỗ tại vũ minh hoàng thành hộ thành đại trận hình thành ngăn cách lồng ánh sáng bên trên ầm ầm. Vũ Minh Hoàng Thành hộ thành đại trận hình thành ngăn cách lồng ánh sáng. Tại cái này chỉ ra thiên đại thủ vỗ phía dưới, trong nháy mắt phá toái. Vũ Minh trong Hoàng Cung, mấy tên đang chủ trì Vũ Minh Hoàng Thành hộ thành đại trận Vũ Minh. Hoàng tộc phi thăng cảnh trưởng lão, lập tức chịu đến mãnh liệt phản phệ. Trong nháy mắt một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, hiển nhiên là tại cái này phản phệ cái này thụ to lớn vô cùng trọng thương cái kia già thiên đại thủ đang quay nát vũ minh hoàng thành hộ thành đại trận hình thành ngăn cách lồng ánh sáng sau đó một cái hướng về bàng nguy cùng bàng ngang bắt tới bàng nguy cùng bàng ngang nhìn thấy một màn này trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc hai người lập tức không lo được đi công kích sở kiếm thu vội vàng phấn khởi phản kháng muốn ngăn cản cái này chỉ già thiên bàn tay công kích nhưng tiếc là chính là cái này chỉ ra thiên bàn tay uy lực thật là quá mức đáng sợ bàng nguy cùng bàng ngang đem hết toàn lực công kích rơi vào cái này chỉ ra thiên đại thủ phía trên giống như cho cái này chỉ ra thiên đại thủ gãi ngứa đồng dạng căn bản là dung chuyển không được cái này chỉ ra thiên đại thủ nửa phần bàng nguy cùng bàng ngang thấy thế không khỏi dọa đến hồn phi phách tán quay người hướng về sau lưng liều mạng thoát đi nhưng lại rất nhanh bị cái này chỉ ra thiên đại thủ đuổi kịp một tay lấy hai người bọn họ. Cho nắm vào trong tay. mươi 3777 tại tĩnh Hà đến. Tiền bối tha mạng bàng Nguy bị cái kia ra thiên đại thủ nắm ở trong tay. Toàn thân không thể động đậy, lập tức bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Kinh hãi lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chuyện này với hắn người xuất thủ. Chắc chắn là một tên nửa bước thiên diễn cảnh cường giả tuyệt đình, bằng không cho dù là phi thăng cảnh đình phong cường giả đều không thể làm đến tình cảnh để cho hắn liền nửa điểm sức chống cự cũng không có tha mạng bây giờ biết cầu xin tha thứ người đối với chúng ta thiên phượng cung thiếu cung chủ xuất thủ thời điểm làm sao lại không muốn sẽ có dạng hậu quả gì đâu một đạo tiếng hừ lạnh từ chân trời truyền tới tiền bối tiểu nhân không có đối với thiếu cung chủ ra tay dù cho cho tiểu nhân một trăm cái lá gan cũng không dám đối với thiếu cung chủ ra tay a à, tiểu nhân chỉ là đối với tiểu tử kia ra tay mà. Thôi, cũng không có dám đi thương thiếu cung chủ nửa cái lông tơ. Bàng Nguy liền vội vàng giải thích. Vì mạng sống, hắn đều không tiếc tự xưng chính mình vì tiểu nhân, hừ. Hắn là chúng ta thiên phượng cung cô ra, ngươi ra tay với hắn. Chính là đối với chúng ta thiên phượng cung ra tay, đồng dạng tội không thể tha, đạo. Thân ảnh kia lại là hừ lạnh một tiếng nói. Nói xong, âm thanh kia không tiếp tục cùng bàng nguy nói nhảm. Nắm bàng nguy cùng bàng ngang ra thiên đại thủ hơi dùng sức, bàng nguy cùng bàng ngang. Chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng sức mạnh, hướng về trên thân tràn tới, không? Bàng nguy tuyệt vọng vô cùng hét lớn. Hắn không nghĩ tới, mới vừa đến vũ minh hoàng thành. Thế mà liền gặp như thế tai họa ngập đầu, biết sớm như vậy. Hắn liền không nên tới vũ minh hoàng thành, giờ khắc này, bàng nguy trong lòng dâng lên vô cùng mãnh liệt hối hận, chỉ tiếc chính là thế gian cũng không có thuốc hối hận. Ấm vang một tiếng, tại bàn tay lớn kia hơi dùng sức phía dưới, bàng nguy cùng bàng ngang. Bị ngạnh sinh sinh bóp nát, hóa thành một đoàn bột mịn, phiêu tán trên không trung. Cái kia già thiên đại thủ tại bóp vỡ bàng nguy cùng bàng ngang sau đó, lại nhất truyền. Hướng về kiều hưng sóng cùng bên cạnh hắn đầu kia bản mệnh linh thú chộp tới. Kiều hưng sóng cùng đầu kia bản mệnh linh thú. Tại cái này chỉ ra thiên bàn tay bắt giữ phía dưới. Căn bản là không có chút nào nửa điểm phản kháng, bị một cái nắm vào trong tay, thiếu. Chủ cứu mạng, kiều hưng sóng bị cái kia ra thiên đại thủ nắm ở trong tay. Lập tức kinh hãi muốn chết hướng quế mục kêu cứu. Chỉ là hắn vừa mới hô lên âm thanh, liền lại bị cái kia ra thiên đại thủ hơi dùng sức. Cho sinh sinh bóp nát, cùng bàng nguy cùng bàng ngang một dạng, hóa thành một đoàn bột mịn phiêu tán ở trên bầu trời. Quế mục nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi lạnh một nửa. Cái này chỉ ra thiên bàn tay thực lực, đích thực quá đáng sợ. Cho dù hắn nắm giữ cửu giai cực phẩm linh thạch pháp bảo. Tại cái này chỉ ra thiên đại thủ trước mặt cũng vẫn không có nửa điểm phản kháng. Tiền bối, ngươi xem như thiên phượng cung trưởng bối, cũng không thể lấy lớn hát yêu ta nhỏ. Ra tay với ta, mắt thấy cái kia già thiên đại thủ tại bóp vỡ bàng nguy bàng ngang cùng kiều hưng sóng sau đó, lại quay tới, muốn đối tự mình ra tay dấu hiệu. Quế mục không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán mà hét lớn. Hừ, danh con, khi dễ nhà ta thiếu cung chủ thời điểm. Làm sao lại không nghĩ tới có hậu quả này đâu, âm thanh kia, lại là hừ lạnh một tiếng nói. Tiền bối, vãn bối dù cho cùng thiếu cung chủ luận bàn. Đó cũng là chúng ta giữa đồng bối chiến đấu, tiền bối xem như thiên phượng cung trưởng bối không thể đối với vãn bối ra tay bằng không cái này coi như hỏng đạo minh quy củ quế mục hét lớn nghe được quế mục lời này chân trời đạo thân ảnh kia lại là hừ lạnh một tiếng bất quá cái kia già thiên đại thủ cuối cùng vẫn không có xuống tay với hắn kế tiếp một đạo thân ảnh màu tím lóe lên lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ chợt đi tới quế mục trước mặt khi đạo này thân ảnh màu tím lúc ngừng lại mọi người mới nhìn rõ đạo này thân ảnh màu tím là một tên trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử áo tím, danh. Còn, ngươi cho rằng khiêng gia đạo minh quy củ, liền có thể hù sợ ta sao, cô? Gái mặc áo tím kia liếc qua quế mục, lạnh rên một tiếng nói. Quế mục tại cô gái mặc áo tím này cái kia vô cùng cường đại uy áp bên dưới. Chỉ dọa đến một hồi kinh hồn táng đảm. Không dám lên tiếng, hắn cảm giác cô gái mặc áo tím này uy áp khủng bố. So với bọn hắn ngự thú tông tông chủ, có vẻ như đều phải có qua mà không bằng. Lúc cô gái mặc áo tím này xuất hiện, trong sân tất cả chiến đấu cũng đã ngừng lại. Những cái kia còn sống ngự thú tông võ giả, tất cả đều là sợ hãi rụt rè trốn ở một bên. Không dám mắt nhìn thẳng cô gái mặc áo tím này, chỉ sợ một cái trêu đến cô gái mặc áo tím này không khoái. Bị cô gái mặc áo tím này dưới cơn nóng giận cho bóp nát. Người là Vu trưởng lão đẹp như tranh trên dưới đánh giá cô gái mặc áo tím này một mắt. Sau thật lâu mới có hơi trần chờ hỏi như thế nào tiểu nha đầu không nhận ra ta. Nữ tử áo tím nghe vậy hướng đẹp như tranh nháy nháy mắt có chút đắc ý nói người thực sự là Vu trưởng lão người như thế nào trở nên còn trẻ như vậy đẹp như tranh nhìn xem nữ tử áo tím mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói trước mắt cô gái mặc áo tím này thật sự là quá trẻ tuổi bề ngoài cũng chính là dáng vẻ chừng 20, so với trước kia tới nói. Đơn giản trẻ không chỉ một lần, ha ha, tiểu nha đầu, chính là biết nói chuyện. Nữ tử áo tím nghe vậy, lập tức vẻ mặt tươi cười thò tay vuốt vuốt đẹp như tranh đầu nói, tiểu. Nhà đầu ta bây giờ trở nên còn trẻ như vậy, ngươi có muốn hay không nhận ta làm tỷ tỷ, vu. Trưởng lão nói đùa, đẹp như tranh nghe vậy, không khỏi mặt mũi tràn đầy lúng túng nói vu trưởng lão là sư phụ sư thúc, nàng nếu là nhận vu trưởng lão làm tỷ tỷ. Đây chẳng phải là muốn so sư phụ đều muốn đại nhất bối. Đến lúc đó đoán chừng sư phụ dù cho đau nữa chính mình. Cũng phải tức giận đến đem chính mình đánh một trận A. À. vu trưởng lão thật đúng là ưa thích hồ nháo, vị này nữ tử áo tím. Chính là thiên phượng cung trưởng lão tại tĩnh Hà. Kể từ tại Thanh An Thành, từ trong say rượu sau khi tỉnh lại nàng liền một đường ngựa không ngừng vó câu hướng về vũ minh hoàng thành chạy tới chỉ sợ làm trễ nãi sở kiếm thu đại sự đừng nhìn nàng bây giờ mặt ngoài giả trang ra một bộ bộ dáng vân đạm phong khinh kỳ thực vụng trộm là bóp một cái mồ hôi lạnh còn tốt còn tốt chính mình mặc dù tại trong thành thanh an say rượu ngủ một tháng thời gian cuối cùng vẫn là kịp thời chạy tới vũ minh hoàng thành bằng không mà nói hôm nay nếu là hỏng sở kiếm thu đại sự đoán chừng về sau mình tại huyền kiếm tông cũng không cần lăn lộn tại mới vừa rồi đuổi tới vũ minh hoàng thành thời điểm nàng liền vừa vặn nhìn thấy bàng nguy cùng bàng ngang hai người đang tại đối với sở kiếm thu ra tay nhìn thấy một màn kia tại tĩnh hà trong lòng gọi là một cái vừa sợ vừa giận chỉ là hai cái thiết sơn tông rác rưởi lại dám đối với các nàng thiên phượng cung cô ra ra tay đây quả thực là phản thiên như hôm nay phượng cung trên dưới lên tới các nàng những thứ này nửa bước thiên diễn cảnh trưởng lão, xuống đến phổ thông đệ tử. Sau này võ đạo tiền đồ toàn bộ đều dựa vào sở kiếm thu, bàng nguy cùng bàng ngang cách làm. Quả thực là tại đánh gãy các nàng thiên phượng cung tiền đồ a. Tại Tĩnh Hà dưới cơn nóng giận, hạ thủ không dung tình chút nào. Trực tiếp liền đem bàng nguy cùng bàng ngang hai người cho tại chỗ bóp vỡ. Chính ở chỗ Tĩnh Hà cùng đẹp như tranh đang khi nói chuyện, một bóng người từ vũ minh hoàng thành phương bắc trên bầu trời lao nhanh lướt đến hắn nhìn chằm chằm tại tĩnh hà có chút tức hổn hển nói vù đạo hữu ngươi cái này làm được có phải hay không có chút quá mức chương ba nghìn bảy trăm bảy mươi tám tiêu cao nguyên tiêu cao nguyên ngươi có ý tứ gì ta làm sao lại làm được quá mức tại tĩnh hà nghe vậy nhìn chằm chằm người tới một mặt khó chịu hỏi cái này tên là tiêu cao nguyên người là một tên ông lão mặc áo bào xanh từ tu vi trên khí tức đến xem, hiển nhiên là một cái phi thăng cảnh đỉnh phong cường giả, ngươi. Còn nói làm được không quá phận, vừa rồi bàng nguy cùng bàng ngang. Ngươi làm sao lại đem bọn hắn giết đi? Bọn hắn dù sao cũng là phi thăng cảnh trung kỳ cùng phi thăng cảnh hậu kỳ cường giả. Tên là tiêu cao nguyên thanh bào lão giả, có chút tức hồn hển nói tiêu. Cao nguyên, đầu óc ngươi căng gân. Không thấy bọn hắn vừa rồi đối với ta thiên phượng cung cô ra ra tay. Tại tĩnh hà nhíu nhíu mày, rất là không khách khí nói, nhưng... Người cũng không thể đem bọn hắn cứ như vậy giết. Vừa rồi ngươi không phải đã chế trụ bọn hắn sao, tiêu cao nguyên rất là tức giận nói. Chúng ta thiên phượng cung cô ra, bị bọn này rác rưởi vây công thời điểm. Làm sao lại không thấy ngươi đứng ra, đến bây giờ, lại là tới chi chi méo mó. Tiêu cao nguyên, ngươi có phải hay không đối với chúng ta thiên phượng cung có ý kiến, tại. Tĩnh hà nghe vậy, lạnh mặt nói. Tiêu cao nguyên nghe nói như thế, lập tức không khỏi nhất thời nghẹn lời. Hắn bị đình chỉ thật lâu, cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói, Vu đạo hữu Đối với các ngươi thiên phượng cung cô gia chịu đến vây công sự tình. Ta không có kịp thời đứng ra, cái này đích xác là ta thất trách, cái này ta nhận. Nhưng ngươi cũng không phải không biết. Gần nhất huyết ma tông tại vũ minh vương triều phía bắc làm ẩm ý đến hoan. Liền phi thăng cảnh đỉnh phong cường giả thế mà đều xuất hiện. Ta hai năm này không phải đang bận bịu đối phó huyết ma tông những cái kia yêu nhân sao? Đạo minh tình thế bây giờ, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Căn bản là không có nhiều như vậy nhân thủ. Sau khi xử lý xong phía Bắc sự tình, ta đây không phải trước tiên chạy về, đó là ngươi sự tình. Cái kia hai cái cẩu vật xem như đường đường phi thăng cảnh cường giả, lại dám đối với chúng ta Thiên Phượng cung cô ra ra tay. Đáng chết, ngươi cũng đừng tới đây nhiều lời sẽ ở trước mặt lão nương nói nhiều dài dòng như vậy, lão nương liền ngươi cùng một chỗ đánh. Tại tĩnh hà liếc mắt nhìn hắn, hơi không kiên nhẫn mà phất phất tay nói, tiêu cao nguyên nghe. Nói như thế, lập tức không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu, này nương môn tính tình. Nguyên bản là có chút sững sờ, bây giờ tu vi tăng mạnh sau đó. Thì càng là có chút vô pháp vô thiên. Chuyện này, thật đúng là để cho hắn có chút sứt đầu mẻ chán, hắn cũng liền chỉ là rời đi vũ minh hoàng thành không đến thời gian ba năm cái này vũ minh hoàng thành làm sao lại loạn thành dạng này nghe nói tại gần nhất ngắn ngủi này hai năm không tới thời gian bên trong vũ minh trong hoàng thành chỉ là phi thăng cảnh võ giả liền chết không dưới mười người khi thu đến tin tức này hắn tại phía bắc xử lý xong trên đầu sự tình sau đó liền không ngừng bận rộn hướng trở về lại không nghĩ rằng tại hắn vừa mới trở lại vũ minh hoàng thành liền gặp ba tên phi thăng cảnh cường giả vẫn lạc hơn nữa, bây giờ chuyện này. Còn đem thiên phượng cung cùng ngự thú tông đều dính dấp đi vào. Tiêu cao nguyên nhịn không được liếc mắt nhìn một bên sở kiếm thu, cái này thiên phượng cung. Lúc nào xuất hiện một cái cô ra, chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào sở kiếm thu trên thân. Nhịn không được khẽ giật mình, ngay sau đó, trên mặt liền lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Người là, sở tương thiên hắn nhìn chằm chằm sở kiếm thu một chàng thốt lên đạo. Tiêu cao nguyên, người hôm nay đầu óc xem ra thực sự là nước vào. Tại tĩnh hà nghe nói như thế, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, nếu là hắn sở tương thiên, một cái tát có thể đem ngươi đánh ị ra xít tới. Còn đến nỗi bị bọn này danh con khi dễ thành dạng này. Tiêu cao nguyên nghe nói như thế, không khỏi có chút lúng túng gãi đầu một cái, cũng đúng nếu là tiểu tử này là sở tương thiên mà nói làm sao lại bị bọn này mau cũng không làm danh con vây công thành dạng này cho dù là hắn bộ dạng này phi thăng cảnh đỉnh phong cường giả tại trước mặt sở tương thiên đoán chừng đều không đánh được một cái tát vu đạo hữu về sau ngươi làm việc cũng không thể lại vọng động như vậy bây giờ đạo minh chính là lúc dùng người phi thăng cảnh cường giả chết một cái nhưng là thiếu một tên cho dù bọn họ có lỗi người cũng không thể như thế tùy ý đại khai sát giới tiêu. Cao Nguyên nhìn xem tại tĩnh Hà, lại là một phen nói. Đi tiêu lão nhi, loại kia rác rưởi giết cũng liền giết, dài dòng cái gì? Loại này rác rưởi cũng liền lần yếu sợ mạnh thời điểm hung ác, khó mà chống cự ma tộc xâm lấn. Thật đúng là muốn dựa vào loại cặn bã này không thành. Đến trên chiến trường, bọn hắn không ngã đầu đầu hàng, biến thành nhân tộc nội gian liền đã cảm ơn trời đất, còn nghĩ bọn hắn đi hỗ trợ chống cự ma tộc, nghĩ gì thế? Huyết Ma tông cũng là nhân tộc võ giả, ngươi thế nào không để Huyết Ma tông người? Đi hỗ trợ chống cự ma tộc đâu?" Tại Tĩnh Hà cười lạnh một tiếng nói, "Theo ta thấy, những thứ rác rưởi này cặn bã, nên triệt để quét sạch một lần, còn nội bộ nhân tộc một cái phong thanh khí đang không chắc. Dọn sạch hết những độc chất này lựu sau đó, chúng ta nhân tộc đoàn kết ngược lại có thể nâng cao một bước đâu. Nghe được tại tĩnh hà lời này, tiêu cao nguyên không khỏi một trận trầm mặc bởi vì tại tĩnh hà. Lời này, đích xác không phải không có lý, đối mặt ma tộc xâm lấn, nội bộ nhân tộc phe đầu hàng. Cũng không tại số ít. Coi như bây giờ, đều có rất nhiều âm thanh. Muốn cho nhân tộc trực tiếp cắt bị phía tây cương vực ma tộc. Dùng cái này tới lắng lại ma tộc xâm lấn, những âm thanh này, đối với dao động quân tâm đích xác có vô cùng trí mạng hiệu quả tiêu cực. Kỳ thực, lấy Lâm Túy Sơn cầm đầu một phái kia đạo minh cường giả cũng từng không chỉ một lần. Muốn đem những thứ này phe đầu hàng cho triệt đề quét sạch một lần. Nhưng thế nhưng, bây giờ nhân tộc sức mạnh vốn là ở vào yếu thế. Nếu là đem những người này cho quét sạch đi, nhân tộc cao cấp chiến lược. Đoán chừng sẽ xuất hiện không nhỏ hao tổn, không chắc đến lúc đó chống cự ma tộc. Sẽ trở nên càng thêm gian nan cũng chính bởi vì có trọng trọng lo lắng cho nên lấy lâm túy sơn cầm đầu phái này đạo minh cao tầng đối với những cái kia phe đầu hàng cũng chỉ có thể tạm thời mở một con mắt nhắm một con mắt tạm thời nhịn tiêu cao nguyên trầm mặc một hồi cuối cùng khẽ thở dài một cái không tiếp tục đối với tĩnh hà nói cái gì quế mục các ngươi những người này còn tại thất thần làm gì còn không mau lăn thực sự là không tưởng nổi tiêu cao nguyên nhìn lướt qua quế mục mấy người ngự thú tông võ giả Hừ lạnh một tiếng nói những thứ cẩu này liền sẽ nội đấu có nhiều như vậy khí lực tại sao không đi đối phó huyết ma tông không đi tiền tiến đối kháng ma tộc nếu thật là có thể giết mấy cái ma tộc cao thủ hắn mới chính thức cho rằng bọn họ anh hùng phải vâng vâng chúng ta bây giờ liền đi quế mục nghe vậy vội vàng nói hiện tại bọn hắn cũng đã bị tại tĩnh hà dọa cho bể mật sớm muốn chạy chỉ là không có nhận được tại tĩnh hà cho phép. Bọn hắn nơi nào dám động vạn nhất lần nữa chọc giận tại tĩnh hà. Bọn hắn từng cái toàn bộ đều phải mất mạng. Sau khi hướng tiêu cao nguyên nói tiếng cảm ơn, quế mục liền dẫn khoái nguyên duy. Viên kỳ lực mấy người còn sống ngự thú tông võ giả ảo não đi. Lúc đến khí thế hùng hổ, vênh váo tự đắc, không ai bì nổi, đi lúc lại giống chó nhà có tang. Kinh hoàng mà chạy, quả nhiên là nực cười tới cực điểm chương 3779 hung hãn tại tĩnh Hà. Tại tĩnh Hà nhìn quế mục mấy người ngự thú tông võ giả một mát. Ngược lại là cũng không có ngăn cản bọn hắn rời đi, cho dù là không có tiêu cao nguyên đến. Nàng cũng sẽ không đối với quế mục mấy người ngự thú tông võ giả hạ thủ. Kiều hưng sóng loại này ngự thú tông phi thăng cảnh trưởng lão, giết cũng liền giết. Dù sao lão giả này lấy lớn hát yêu ta nhỏ, giết hắn ai cũng không dám nói cái gì nhưng nếu là nàng đối với quế mục bọn người xuất thủ nhưng cũng đồng dạng xem như xúc phạm ỷ lớn hát yêu ta nhỏ quy củ hơn nữa tại tĩnh hà xem như thiên phượng cung đường đường nửa bước thiên diễn cảnh trưởng lão cũng là cần thể diện nàng dù sao không phải là huyền vụ phủ những cái kia không biết xấu hổ lão già có thể không để ý đến thân phận đối với tiểu bối ra tay tại trong đạo minh tất cả đại tông môn tiểu bối tranh đấu dù cho xuất hiện thương vong bình thường tông môn trưởng bối là rất ít sẽ nhúng tay trộn dù cho muốn báo thù muốn tìm trở về mặt mũi cũng chỉ sẽ để cho môn bên trong tiểu bối ra tay sẽ rất ít xuất hiện ỷ lớn hát yêu ta nhỏ sự tình bởi vì một khi ỷ lớn hát yêu ta nhỏ sự tình xuất hiện còn bị người phát hiện cái này tính chất nhưng là hoàn toàn khác nhau chẳng những tông môn bản thân sẽ mặt mũi mất hết hơn nữa còn có thể gặp phải đối phương tông môn mãnh liệt trả thù một khi sự tình làm lớn chuyện ầm ĩ lên đạo minh bên kia ỷ lớn hát yêu ta nhỏ tông môn thường thường gặp nhiều thua thiệt lọt vào đạo minh cảnh cáo cùng trừng phạt hơn nữa muốn cho đối phương tông môn làm ra bồi thường huyền vụ phủ liên tiếp hai lần lấy lớn hát yêu ta nhỏ đối với sở kiếm thu ra tay Cần tự bởi vậy tổn thất thanh an thành cùng đại bình thành hai khối đại địa bàn. Đây chính là ví dụ rõ ràng nhất. Nếu là hôm nay, chỉ là Quế Mục mang theo một đám ngự thú tông đệ tử. Đối với Sở Kiếm Thu tiến hành vây công mà nói, mà không có bàng nguy. Bàng ngang cùng với Kiều Hưng sóng nhúng tay, dù cho Sở Kiếm Thu tình cảnh gian khổ. Tại Tĩnh Hà cũng không lớn dễ ra tay. Bởi vì đây là thuộc về giữa tiểu bối tranh đấu, nàng người trưởng bối này vừa ra tay liền có ỷ lớn hát yêu ta nhỏ hiểm nghi, hơn nữa. Dù cho cuối cùng tại tĩnh Hà Nhịn không được ra tay. Cũng chỉ sẽ ra tay đem sở kiếm thu bọn người cứu đi. Mà sẽ không ra tay công kích quế mục bọn người. Bởi vì nàng chỉ là ra tay, liền đã xem như phạm vào kiêng kỵ. Thì càng không cần phải nói ra tay công kích đối phương tiểu bối, bởi như vậy. Tính chất sẽ càng nghiêm trọng hơn nhưng đối phương có bàng nguy bàng ngang cùng kiều hưng sóng những người này trước tiên đối với sở kiếm thu ra tay đối phương trước tiên lấy lớn hát yêu ta nhỏ trước đây tại tĩnh hà lại ra tay vậy thì hoàn toàn là danh chính ngôn thuận lý trực khí tráng ai cũng không dám đối với chuyện này nói cái gì dù cho tiêu cao nguyên cũng chỉ là đối với tĩnh hà đánh giết bàng nguy cùng bàng ngang kiều hưng sóng ba người có mấy phần hơi từ mà cũng không phải là đang trách cứ nàng ra tay Vu đạo hữu, ngươi tất nhiên đi tới Vũ Minh trong hoàng thành. Mong rằng ngươi có thể tuân thủ đạo minh cùng Vũ Minh hoàng thành quy củ. Tại Quế Mục chờ Ngự Thú Tông võ giả sau khi rời đi, Tiêu Cao Nguyên nhìn xem tại Tĩnh Hà nói: Yên tâm, người khác không chọc đến ta. Lão nương cũng không có nhiều như vậy thời gian dỗi đi lý những phá sự kia, nhưng nếu là còn có. Cái nào cẩu vật không có mắt, không biết xấu hổ, ra tay ỉ lớn hát yêu ta nhỏ mà nói nhưng là đừng trách lão nương hạ thủ vô tình tại tĩnh hà khoát tay áo nói tiêu cao nguyên nghe được này nương môn mở miệng một tiếng lão nương sắc mặt không khỏi có mấy phần biến thành màu đen này nương môn thật đúng là không cho hắn nửa điểm mặt mũi chỉ có điều tiêu cao nguyên dù cho trong lòng lại không sảng khoái cũng không dám đối với tĩnh hà như thế nào bởi vì lấy tại tĩnh hà thực lực hôm nay hắn thực tình đánh bất quá đối phương nếu là làm phát bực đối phương bị này nương môn ra tay đánh một trận hắn sẽ phải quá mất mặt tiêu cao nguyên trong lòng thật sự rất là không rõ tại vài thập niên trước hắn còn từng gặp qua tại tĩnh hà một mặt khi đó tại tĩnh hà bất quá mới phi thăng cảnh hậu kỳ tu vi đây chẳng qua là ngắn ngủi thời gian mấy chục năm không thấy này nương môn thế mà liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới đạt đến kinh người nửa bước thiên diễn cảnh hơn nữa, nhìn này Nương Môn mới vừa xuất thủ thực lực đến xem. Nàng còn không là bình thường nửa bước thiên diễn cảnh cường giả, mà là đến gần vô hạn tại chân chính thiên diễn cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Tầm thường nửa bước thiên diễn cảnh cường giả, tại trước mặt này Nương Môn, chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của nàng, không. Có chuyện gì mà nói, tiêu mỗ trước hết cáo từ. Tiêu Cao Nguyên không muốn ở đây đợi tiếp nữa, hướng tại Tĩnh Hà chắp tay nói, này Nương Môn nói chuyện quả thực quá chán ghét người, nếu là tiếp tục cùng nàng nói tiếp. Tiêu Cao Nguyên sợ chính mình phải bị đối phương chọc giận gần chết ân, đi thôi, tại. Tĩnh Hà tùy ý phất phất tay nói. Tiêu Cao Nguyên trước lúc rời đi, lại quay đầu nhìn chằm chằm Sở Kiếm Thu một mắt. Tiểu tử này cùng Sở Tương Thiên Trường phải giống như, có thể hay không cùng Sở Tương Thiên có quan hệ gì, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy ca đẹp trai. Đừng trách lão nương không trước đó nhắc nhở ngươi, dám đánh chúng ta Thiên Phượng cung cô ra chủ ý, đừng trách lão nương đối với ngươi không khách khí. Tại Tĩnh Hà thấy thế, Trừng Tiêu Cao Nguyên một mắt nói. Tiêu Cao Nguyên nghe nói như thế, trên trán không khỏi nổi đầy gân xanh. Hắn lập tức quay người, không nói tiếng nào rời đi, lão tử không thể trêu vào ngươi. Còn không trốn thoát sao, nghe được Tại Tĩnh Hà hung hãn như vậy lời nói sở kiếm thu cũng không khỏi cảm giác gương mặt lúng túng. hắn trước đó làm sao lại không có phát hiện này nương môn thế mà tiêu như vậy? sở kiếm thu kiểu gì ta làm được coi như không tệ à? chờ tiêu cao nguyên sau khi rời đi tại tĩnh hà vỗ vỗ bả vai sở kiếm thu một mặt dành công nói ân ân làm phiền tại tiền bối. sở kiếm thu nhếch mép một cái trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói đối với nhiệt tình như vậy tại tĩnh hà hắn thật đúng là có mấy phần không quen lắm nhìn thấy trước mắt một màn này xuyên lam bay lên cùng vũ minh nham kém chút trợn lên ngay cả mắt chó đều rơi ra ngoài bọn hắn nhịn không được liên tục mà hít khí lạnh công tử đến tột cùng là lai lịch gì thiên phượng cung thiếu cung chủ gọi hắn thiếu ra cũng còn chưa lạ thậm chí ngay cả thiên phượng cung nửa bước thiên diễn cảnh trưởng lão đều phải làm hắn vui lòng như thế không tệ, bọn hắn từ tại Tĩnh Hà đối với Sở Kiếm Thu trong thái độ. Rõ ràng nhìn ra vẻ lấy lòng, đường đường nửa bước thiên diễn cảnh cường giả. Cho dù ở trong toàn bộ Thiên Vũ đại lục đều coi là một phương cự phách. Như thế cường giả, căn bản cũng không cần nhìn bất luận người nào ánh mắt làm việc, nhưng chính là cường đại như vậy vô cùng cường giả tuyệt đỉnh tại trước mặt Sở Kiếm Thu. Thế mà đem tư thái thả thấp như vậy, muốn đi chủ động lấy lòng Sở Kiếm Thu. Loại chuyện này, quả thực để cho bọn hắn, khiếp sợ đến cực điểm. Sở kiếm thu, lần sau còn có loại kia rượu cất, nhớ kỹ lại cho ta nếm thử. Chỉ cần ngươi lại cho ta một hồ lô hoang cổ linh khê rượu. Về sau ta tại tĩnh hà mặc cho ngươi phân công, sông pha khói lửa, không chối từ. Tại tĩnh hà vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, dễ nói, dễ nói. Sở kiếm thu nghe vậy, hàm hàm hô hồ, hồ đáp ứng, tại tĩnh hà lời này để cho hắn như thế nào tiếp dù nói thế nào tại tĩnh hà cũng là thiên phượng cung trưởng lão là đẹp như tranh sư thúc tổ hắn dù cho thật có đem tại tĩnh hà coi như côn đồ dự định cũng không tốt trên mặt nổi lộ ra ngoài bằng không cái này khiến thiên phượng cung chủ mặt mũi để cho đẹp như tranh mặt mũi để ở đâu đẹp như tranh nghe được tại tĩnh hà thẳng thừng như vậy lời nói lập tức cũng không khỏi có chút xấu hổ đến không ngẩng đầu được lên, vì chỉ là một hồ lô rượu mà. Thôi, tại sư thúc tổ, người đến mức dạng này sao? mươi 3780 Thiên Phượng Cung Cô ra. Tại tĩnh Hà nhìn thấy đẹp như tranh dáng vẻ đó, lập tức không cho là đúng nhếch miệng. Tiểu nhà đầu phiến tử biết cái gì, sở kiếm thu cái chủng loại kia hoang cổ linh khê tử. Cũng không là bình thường bảo vật. Lấy nàng tình huống hiện tại, tại tĩnh Hà dám khẳng định chỉ cần lại cho chính mình một hồ lô hoang cổ linh khê tử mình tuyệt đối có thể đột phá đến thiên diễn cảnh một khi chính mình đột phá đến thiên diễn cảnh toàn bộ thiên vũ đại lục đơn giản có thể nói tùy ý chính mình hoành hành chỉ cần có thể đột phá đến thiên diễn cảnh một điểm mặt mũi đáng là gì mặt mũi có thể coi như ăn cơm sao có thể giúp nàng đột phá đến thiên diễn cảnh sao nếu như những võ giả khác biết sở kiếm thu trong tay hoang cổ linh khê tử thần diệu như thế. Mà nói, cam đoan có một đám người, sẽ đoạt tới làm l yêu ta chó. Thậm chí so với nàng biểu hiện còn không có thể, đều tuyệt đối có khối người, đúng. Sở kiếm thu, ngươi chuyện ra sao? Tại sao không đi thiên phượng cung trụ sở ở? Chạy tới loại này địa phương rách nát đặt chân, có phải hay không quản lý chỗ ở lão gia hòa kia? đối với ngươi không tốt, ngươi chờ, ta cái này liền đi đem nàng cho thu thập một trận. Cho ngươi hả giận, tại tĩnh hà nói, quay người liền muốn hướng thiên phượng cung trụ sở bay đi, bất quá. Nàng chưa kịp xuất phát, tên kia quản lý thiên phượng cung chỗ ở phi thăng cảnh trung kỳ trường. Lão, cũng đã vội vã chạy tới, hướng tại tĩnh hà hành lễ nói, gặp qua vu trưởng lão. Nói xong, nàng lại xoay người lại, hướng đẹp như tranh thi lễ một cái, gặp qua thiếu cung chủ hừ, trong mắt ngươi còn có thiếu cung chủ sao thiếu cung chủ đi tới vũ minh hoàng thành ngươi vì sao không nghênh đón thế mà để cho nàng ở tại loại này địa phương rách nát tại tĩnh hà giận tái mặt tới đối với vị kia phi thăng cảnh trung kỳ thiên phượng cung trường lão chính là một đoạn quở mắng vị kia thiên phượng cung trưởng lão bị tại tĩnh hà giáo huấn không dám lên tiếng trong lòng chỉ là một hồi kêu khổ bởi vì từ đầu đến cuối nàng thật sự không biết thiếu cung chủ đi tới vũ minh hoàng thành thiếu cung chủ đi tới vũ minh hoàng thành sau đó lại không có đến tìm nàng nàng làm sao biết thiếu cung chủ đi tới vũ minh hoàng thành đâu hơn nữa cho dù ở trong hoàng thành của vũ minh cũng căn bản cũng không có nửa điểm có liên quan thiên phượng cung thiếu cung chủ đến phong thành cùng tin tức lại thêm trong tông môn cũng không có ai nói cho nàng chuyện này, cho tới bây giờ, nàng cũng còn tưởng rằng. Thiếu cung chủ tại trong cung thiên phượng bế quan tu luyện đâu? Xem như quản lý thiên phượng cung tại Vũ Minh Hoàng thành chỗ ở trưởng lão. Nàng vẫn luôn không có trở lại thiên phượng cung, đối với thiên phượng cung nội bộ tình huống. Hiểu cũng không phải là rất tinh tướng. Nàng chỉ biết là, như hôm nay phượng cung, giống như xảy ra biến hóa rất lớn rất nhiều trưởng lão tu vi đều đang không ngừng tăng lên trên diện rộng lấy mà hết thảy này. Hình như là cùng một cái gọi huyền kiếm tông tông môn có liên quan. Nhưng đối với huyền kiếm tông, nàng giải tình huống rất ít. Cũng căn bản chưa từng gặp qua sở kiếm thu mặt nơi nào nhận biết sở kiếm thu. Nàng mặc dù biết vũ minh hoàng thành tại một năm rưỡi phía trước. Tới một vị thần bí thiếu niên áo xanh, nhưng cái này thiếu niên áo xanh đến tột cùng là ai? nàng lại là hoàn toàn không biết gì cả bởi vì toàn bộ vũ minh hoàng thành đối với vị này thiếu niên áo xanh tình huống đều biết chi rất ít nàng là vô luận như thế nào cũng không có ngờ tới vị này thiếu niên áo xanh chính là huyền kiếm tông chân chính trưởng khống giả hơn nữa tại cái này thiếu niên áo xanh bên người còn đi theo các nàng thiên phượng cung thiếu cung chủ tại tiền bối chuyện này cũng là chẳng thể trách vị tiền bối này là ta cùng đẹp như tranh tự mình lựa chọn tới đây đặt chân ta vừa tới vũ minh hoàng thành thời điểm vốn không muốn gây cho người chú ý cho nên mới lựa chọn tới vũ minh nham trong phủ đệ đặt chân lại là không nghĩ tới dù cho ta không có đi thiên phượng cung trụ sở những phiền toái này nhưng vẫn là tìm tới cửa sở kiếm thu thấy thế vội vàng thay vị kia thiên phượng cung trưởng lão giải thích nói bởi vì chuyện này thật đúng là chẳng thể trách vị này thiên phượng cung trưởng lão nàng lại không biết phía bên mình tình huống nơi nào hiểu được các nàng thiếu cung chủ ngay ở chỗ này đẹp như tranh tại đi tới vũ minh hoàng thành sau đó vẫn luôn tại bế quan tu luyện trên cơ bản cũng rất ít ra khỏi cửa vị kia thiên phượng cung trưởng lão nghe được sở kiếm thu lời này không khỏi cảm kích liếc sở kiếm thu một cái vốn là nàng xem như thiên phượng cung phi thăng cảnh trung kỳ trưởng lão có thể tới Vũ Minh Hoàng Thành, quản lý Thiên Phượng cung trụ sở tại trong cung Thiên Phượng. Quyền thế cũng không tính là nhỏ, nếu là đặt ở trước đó, nàng còn chưa hẳn túng tại Tĩnh Hà. Nhưng là bây giờ, tại Tĩnh Hà đã là đường đường nửa bước thiên diễn cảnh cường giả. Cao hơn nàng ước chừng ba cái cảnh giới. Căn bản cũng không phải là nàng đủ khả năng chống lại nổi. Xem liền bàng nguy như thế phi thăng cảnh hậu kỳ cường giả, ở chỗ Tĩnh Hà trước mặt, cũng không có chút nào sức chống cự bị tại tĩnh hà một cái bóp nát thì càng không cần phải nói nàng cái này khu khu phi thăng cảnh trung kỳ võ giả hơn nữa như hôm nay phượng trong cung nghe nói liền phi thăng cảnh đỉnh phong cường giả đều một đống lớn nàng cái này phi thăng cảnh trung kỳ trưởng lão đã căn bản không tính là cái gì cho nên đối mặt tại tĩnh hà trách cứ nàng căn bản liền nửa câu âm thanh cũng không dám ra ngoài a à, là như thế này a à, cái kia coi như ta trách oan ngươi tại tĩnh hà nghe được sở kiếm thu lời này lập tức lập tức sửa lời nói đẹp như tranh nhìn thấy một màn này không khỏi không còn gì để nói tại sư thúc tổ vì lấy lòng thiếu ra cái này là ngay cả tiết tháo cũng không cần sở kiếm thu cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt ở đi theo ta cùng nhau đến thiên phượng cung trụ sở đi tại Tĩnh Hà lại quay đầu đối với sở kiếm thu nói, ân. Cũng tốt, sở. Kiếm thu nghe vậy, trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu một cái nói. Đi qua vừa rồi cái kia một hồi đại chiến. Hắn tại Vũ Minh Nham phủ đệ bố trí phòng ngự đại trận, cũng cũng sớm đã báo hỏng. Vũ Minh Nham phủ đệ, trên cơ bản đã lại không nhiều hóa thành một vùng phế tích nơi này. Sở kiếm thu cũng lười phí công phu, lại đi xây dựng. Vũ Minh Nham, Xuyên Lam bay lên, hai người các ngươi. Liền theo chúng ta cùng đi thiên phượng cung trụ sở thôi, Vũ Minh Nham. Người nhà trong phủ ngươi, nếu như muốn cùng chúng ta cùng đi mà nói. Cũng làm cho bọn hắn cùng nhau tới đây đi, sở. Kiếm thu quay đầu nhìn Vũ Minh Nham cùng Xuyên Lam bay lên nói. Vũ Minh Nham cùng Xuyên Lam bay lên nghe vậy, trong lòng lập tức đại hỉ. Vội vàng chắp tay nói cảm ơn nói, đa tạ công tử, bọn hắn khi nghe đến tại tĩnh hà lời nói sau đó trong lòng một mực thấp thỏm không thôi còn lo lắng sở kiếm thu đi thiên phượng cung trụ sở sau đó từ bỏ bọn họ đâu nhưng hiện tại xem ra bọn hắn cái này lo lắng lại là hoàn toàn dư thừa trong lòng bọn họ không khỏi cảm khái không thôi công tử quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa kỳ thực lấy công tử thân phận căn bản là không dùng được bọn hắn bọn hắn đối với công tử tới nói cũng căn bản không được cái tác dụng gì. Nhưng cho dù như thế, công tử lại vẫn luôn cũng không có ghét bỏ bọn hắn. Kế tiếp, sở kiếm thu cùng đẹp như tranh, mang theo thôn thiên hổ, tiểu thanh điều. Cái kia hồ tộc thiếu nữ cùng với lâm ngọa vũ bọn người, còn có xuyên lam bay lên, vũ minh nham. Cùng với vũ minh nham trong phủ một chút người nhà tay sai. Toàn bộ đều di chuyển đi thiên phượng cung trụ sở. Ngự thú tông thiếu chủ quế mục cùng sở kiếm thu một trận chiến này. Xem như triệt triệt để để chấn kinh toàn bộ Vũ Minh Hoàng Thành. Khiến cho Vũ Minh trong Hoàng Thành tất cả mọi người đều biết. Cái kia thần bí thiếu niên áo xanh, lại là Thiên Phượng cung cô gia?